Chương 01. Mở mắt để tam thụ đồng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Bóng đêm như mực đen kịt trong bầu trời đêm, mây đen giăng đầy. Nơi xa tồn tại nặng tiếng sấm rền lăn qua, tự hồ là có bão vũ, sắp mưa như trút nước mà xuống. Tại một đầu sơn gian trên đường nhỏ, một tên dáng người cao ráo thiếu niên, trong tay nắm chặt một cây cung gỗ, cốc 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 địa trên mặt đất đập, chậm chạp đi về phía trước vào thiếu niên này mặc như quan ngọc sinh đến mười phần anh tuấn một đôi hát bảo thạch đồng dạng mắt to sáng ngời có thần đáng tiếc lại là cái người mù rốt cục hắn tại một phiến trong rừng cây nhỏ ngừng xuống tới phía trước có một người mặc màu lam nhạc quần áo thiếu nữ dáng người thước tha tư dung tú mỹ phong ca ca ngươi tới rồi nhìn thấy mắt mù lòa thiếu niên đi tới thiếu nữ mặc áo lam kia vội vàng nên đón đỡ lấy hắn cánh tay cái kia mắt mù loa thiếu niên, tên là Lăng Phong, là một cái xuống dốc y đạo thế gia truyền nhân. Nhỏ thời điểm, Lăng Phong liền đi theo duy nhất gia gia bốn phía du phương làm nghệ y. Một năm trước, Lăng Phong theo lấy gia gia đi tới Khai Dương Thành, nghe nói Khai Dương Thành thành chủ phủ tiểu thư Tô Lâm Thiên sinh hoạn có tam âm tuyệt mạch, không người có thể chữa. Bệnh này chính là bệnh nan y, nếu là qua 18 tuổi còn không cách nào trị tận gốc, như vậy con gái thành chủ, cũng chỉ có hương tiêu ngọc vẫn một đường. Mà Lăng Phong y thuật thiên phú cực cao, thổi nhỏ liền tinh thông y lý, lý thuyết y học, học được gia truyền y kinh, thái huyền thuật chăm cứu, một tay y thuật, có thể xưng siêu phạm nhập thánh. Lăng Phong gia gia Lăng không nhìn thấy thành chủ dáng thông báo phát ra kết xù treo giải thưởng kim, rất là tâm động, liền nhường Lăng Phong yết bản, vào thành chủ phủ, thay tô lâm chữa bệnh. Lần thứ nhất sau khi chăm cứu, cái kia tô lâm tiểu thư bệnh tình quả nhiên hóa giải rất nhiều. Kết quả là, tại thành chủ đủ kiểu thỉnh cầu phía dưới, Lăng Phong cùng Gia Gia lưu lại thành chủ phủ, thay tô lâm triệt để trừ tận gốc tam âm tuyệt mạch. Ba tháng trước, Lăng Phong cho tô lâm thi châm thời điểm, vô ý gặp phải âm khí phản phệ, đã dẫn phát bệnh mắt, biến thành một người mù. Vì để cho trấn an Lăng Phong, nhưng hắn tiếp tục thay nữ nhi toàn lực trị liệu, thành chủ ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần Lăng Phong có thể trị tận gốc Tô Lâm tam âm tuyệt mạch, liền đem Tô Lâm gả cho hắn làm thê. Tô Lâm vậy biểu thị Lăng Phong chính là nạn mà mù, nàng nguyện ý dùng một đời một thế đến trả phần ân tình này, chiếu cố hắn cả một đời. Cái kia Tô Lâm chính là 16 giai nhân, ôn nhu như nước, Lăng Phong đã sớm đối với nàng ám sinh tình cảm, lại tăng thêm đã trải qua mắt mù, có thể cưới được Tô Lâm dạng này mỹ nhân, nơi nào còn có không đồng ý đạo lý. Ba tháng này đến nay, Trải qua qua lăng phong tận tâm tận lực trị liệu, tô lâm thân thể càng ngày càng tốt, chỉ cần trải qua qua đêm nay trị liệu, nàng tam âm tuyệt mạch liền có thể triệt để trị tận gốc. Đến, lâm nhi, ngươi ngồi xuống, hôm nay ta lại thay ngươi cuối cùng thi châm một lần, ngươi tam âm chi khí cũng sẽ bị triệt để nhổ, về sau trăng tròn đêm, vậy sẽ không lại nhận âm khí phản phệ đau đớn. Tạ ơn phong ca ca. Ta dìu ngươi tọa hạ. Tô Lâm cái kia tú lệ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, Vịnh Lăng Phong tại một cây đại thụ phía dưới ngồi xuống, sau đó khoanh chân ngồi ở trước mặt hắn. Lăng Phong tại Tô Lâm nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một bao kim châm, ôn nhu đạo: "Lâm Nhi, mạo phạm." Nói xong, hắn giơ tay hướng về phía trước trên người Tô Lâm lục lọi, mặc dù hắn đã trải qua mắt mù, thế nhưng là Tô Lâm bộ dáng đã trải qua đóng dấu ở trong lòng của hắn hắn rất dễ dàng tìm chuẩn huyệt vị, dùng kim châm nhẹ nhàng đâm khiếu huyệt, bắt đầu bài trừ tam âm chi khí. Cái kia tam âm chi khí, theo kim châm, khó tránh khỏi liền sẽ có một tia truyền vào lăng phong thể nội. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn bị âm khí phản phệ, lộng mù hai mắt nguyên nhân. Giờ phút này, tô lâm khí sắc càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt, nhưng là lăng phong lại toàn thân gân xanh bạo lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thừa nhận âm khí ăn mòn cự đại thống khổ nửa khắc đồng hồ sau lăng phong chậm rãi thu hồi kim châm tô lâm tam âm tuyệt mạch rốt cục trị tận gốc lăng phong xoa xoa trên trán mồ hôi sắc mặt tái nhợt suy yếu nói ra tốt lâm nhi ngươi có thể đứng dậy rồi tô lâm thay đổi thần thái sáng láng lên mở ra con ngươi nhìn xem lăng phong trầm giọng đạo ta tam âm tuyệt mạch thật đã trải qua hoàn toàn trị tận gốc sao ân triệt để trị tận gốc lăng phong khẽ cười đạo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi liền có thể biến thành một cái kiện kiện khang khang, phiêu phiêu lượng lượng cô dâu. Tạ ơn. Tô Lâm thanh âm, trở nên có chút lạnh lùng, lại cũng không giống trước đó như thế, mở miệng một tiếng phong ca ca. Cùng ta còn khách khí cái gì, chúng ta hồi phủ A, ta ngày mai sẽ cùng thành chủ đại nhân cầu hôn đi. Lăng phong ôn nhu địa nở nụ cười, đưa tay muốn đi vuốt ve Tô Lâm gương mặt. Bình thường, Tô Lâm đều sẽ chủ động lại gần nhường hắn vuốt ve, thế nhưng là lần này, không có. Lăng Phong trong lòng căng thẳng, sinh ra một tia dự cảm không tốt, nhíu mày, Lâm Nhi, ngươi thế nào? Tô Lâm không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn một chút, phát hiện rừng cây rậm rạp bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một căn căng bó đuốc, một trận tiếng bước chân hướng về bên này tới gần. Nàng mãnh liệt địa giật ra bản thân bả vai áo áo, hướng Lăng Phong trong ngực vừa chui, liền quát to lên, Lăng Phong, ngươi cái này cầm thú, ngươi lại muốn khinh bạc ta. Ngươi tới đây mau, cứu mạng A. À? Lăng Phong biểu tình ngưng trọng, một mặt kinh ngạc đạo. Lâm Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là ý tứ gì? Cái này thời điểm, liền thấy một tên thiếu niên anh Tuấn dẫn một cái trung niên nam tử, tại một nhóm hạ nhân chen chút phía dưới, bước nhanh đi lên phía trước. Lăng Phong, ngươi cái này xuất sinh. Ngươi tại làm cái gì? cái kia trung niên nam tử quát lên một tiếng lớn một cái bước xa xông lên phía trước một tay đem tô lâm túng lên trở tay một bàn tay hung hăng rút ra ngoài đem lăng phong tác lật tại địa nguyên lai like, cái này cái trung niên nam tử chính là khai dương thành thành chủ tô lâm phụ thân tô thế hùng tô lâm khóc sức mướt rút vào tô thế hùng trong ngực khóc nức nở đạo ba ba lăng phong hắn hắn không phải người tô thế bá ngươi thấy được a à, ta liền nói qua cái kia lăng phong không được là người tốt lành gì hiện tại thế mà mượn danh nghĩa chữa bệnh tên vụng trộm đem biểu mùi lừa gạt đến loại này địa phương dục hành bất quỷ sự tình dẫn tô thế hùng đến đây thiếu niên kia trực tiếp đi lên hung hăng trên người lăng phong hung hăng đạp mấy phát mắng to đạo ngươi cái này thối mù lòa cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bản thân cái kia mắt mù bộ dáng ngươi xứng tô lâm biểu mùi sao thiếu niên này tên là Trần Hoang, là Tô Lâm Biểu Ca. Trên thực tế, đêm nay phát sinh tất cả những thứ này, hoàn toàn liền là Tô Lâm cùng Trần Hoang một tay bày ra. Nếu không, Tô Lâm vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để lăng phong đến phía sau núi trị liệu, mà Tô Thế Hùng lại vì sao sẽ không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chạy tới. Lăng Phong bị Tô Thế Hùng một cái bạc tai quất đến thất điên bát đảo, lại bị Trần Hoang quyền đấm cướp đá nhưng mà, trên người lại thế nào đau nhất, vậy sao bất quá trong lòng hắn rét lạnh. Nguyên lai, từ đầu tới đuôi, Tô Lâm căn bản là lạ ở lấn lừa gạt bản thân. Lợi dụng bản thân. Hắn cắn răng, chống cự lấy trần hoang quyền đấm cước đá, điên cuồng trống to. Tô Lâm, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Tô Lâm rút vào phụ thân trong ngực, chỉ là khóc sức mướt đạo. Ta và ngươi đã có hôn ước, Ngươi vì cái gì còn muốn đem ta lừa gạt đến tới nơi này? Ngươi, ngươi chính là cái mặt người giả thú. Ha 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 ha. Lăng Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả. Buồn cười bản thân bỏ ra một năm tâm huyết, buồn cười bản thân liền cái này con mắt đều bồi lên, liền rơi được cái này hạ tràng sao? Ngươi cái này súc sinh. Tô Thế hùng tức giận đến trâu ria loạn chiến, hét to đạo: Đánh cho ta, hung hăng mà đánh! một đám gia phó lập tức vây quanh đi lên, điên cuồng quyền đấm cước đá. Súc sinh, ngươi mơ tưởng tái giá ta tô thế hùng nữ nhi, sáng sớm ngày mai, ngươi liền xéo ngay cho ta, nếu là lại để cho lão phu tại khai dương thành xem lại các ngươi hai ông cháu, giết không tha. Tô thế hùng hung giữ địa gầm thét đạo. Lăng phong tại một đám gia phó ẩu đã phía dưới, toàn thân máu me đầm đìa, điên cuồng gầm hét lên, tô lâm, ngươi cái này tiện nhân, ngươi chết không yên lành thối mù loà, ngươi tự tìm cái chết. Trần Hoang trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, quay đầu hướng Tô Thế Hùng đạo. Tô Thế Bá, ngài trước mang theo biểu mùi trở về, tên cặn bã này liền giao cho ta xử lý. Tô Thế Hùng lạnh trên một tiếng, phất ống tay áo một cái, chợt mang theo Tô Lâm, quay người rời đi. Cái này Tô Thế Hùng, hắn cũng không phải đồ đần, như thế nào lại nhìn không ra trong đó mờ ám. Thế nhưng là lăng phong tính thứ gì? Một cái du phương lan trung mà thôi, hiện tại càng là biến thành một cái mù lòa, hắn dựa vào cái gì làm bản thân con rể. Trái lại Trần Hoang, hắn thế nhưng là khai dương thành to lớn nhất phú thương gia công tử, cùng nữ nhi của mình mới là môn đăng hộ đối. Cho nên, cho dù biết rõ Lăng Phong là bị oan uổng, Tô Thế Hùng vẫn là lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tô Thế Hùng cha con ly khai về sau, cái kia Trần Hoang liền càng thêm ngày một thầm tệ hơn lên, Trực tiếp dẫm lên Lăng Phong lòng ngực, nhè răng cười đạo. Thối mù loà, ngươi có thể biết rõ, ngươi tân tân khổ khổ chữa cho tốt nữ nhân, đã sớm đã là ta đồ chơi. Ha 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 ha. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lăng Phong tròn mắt tận nứt, bản coi là ngày mai sau đó, bản thân liền có thể cưới một cái kiều tích tích thê tử, nhưng là bây giờ, hết thảy đều nát. Bản thân mộng đẹp, triệt để bể nát. Đông đốt mây đen bên trong, lôi quan đại tác, một mực kiềm chế thiên không, rốt cục khen khen ba nổ vang khởi trận trận lôi đình. Mưa lớn bạo vũ, trút xuống. Nhưng mà, trần hoang nhưng không có thu tay lại ý tứ, cười gằn rống đạo. Đánh, tiếp tục đánh, cho ta đánh cho đến chết. Thối mù loa, cũng dám cùng ta trần hoang đoạt nữ nhân. Lăng phong tự như phát điên từ trong ngực trút ra một hàng kim châm, liều mạng loạn hoa lên. Thối mù loa, còn dám hoàng thủ. Trước các ngang ngón tay hắn, nhìn hắn về sau còn thế nào ghim kim. Từng người từng người mặt mũi giữ tận gia phó, trực tiếp làm lên côn sắt, hướng về phía lăng phong hung hăng địa gọi. Tiện nhân! Ta chính là hóa thành lợi quỷ, cũng phải ngươi họ tô một nhà, chó gà không tha. Lăng phong máu me khắp người, tròn mắt tận nước, bắt lên trong tay kim châm, hướng lấy đỉnh đầu của mình huyệt bách hội, trọng trọng cắm xuống đông đốt. Cùng lúc đó, một trận kinh lôi nổ vang, trực tiếp đánh xuyên cách đó không xa một cây đại thụ, đốt lên một trận lửa lớn rừng rực. Dựa vào cái quỷ gì thiên khí, Trần Hoang oán trách một thanh, "Tốt, khác lại sóng phí thời gian, trực tiếp làm thịt hắn, chúng ta đi." A, à, nhưng mà, đang ở lúc này, hắn lại nghe được một thanh tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tại mưa đêm bên trong cùng tiếng sấm xen lẫn cùng một chỗ, lộ ra được vô cùng thê lương. Trần Hoang con ngươi mảnh liệt địa co rụt lại, liền thấy cái kia lăng phong, trên trán thế mà mở ra một đầu thụ đồng, tràn đầy tơ máu. Thụ đồng phía dưới, một đôi con mắt giống như suối máu đồng dạng, toàn thân trên dưới, phát ra ác quỷ đồng dạng khí tức khủng bố. Ngươi! Ngươi là cái gì quái vật? Trần Hoang dọa đến hai chân như nhũng ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại địa. Dết. 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 Lăng phong thân thể bổ nhào về phía trước, trực tiếp ép đến một tên tô gia nô bộc, một dưới vuốt, liền xé ra cái kia nô tại cổ, sau đó lại thả người nhảy lên, giống như là một đầu giả thú đồng dạng, bổ nhào vào trần hoang trên người. Người đáng chết. Người đáng chết. Lăng phong trong cổ họng phát ra như giống như giả thú gào thét thanh âm, song trảo hung hăng cắm xuống, đem ánh mắt hắn, cổ, cao thành vỡ nát đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết khuyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Cực hạn sát lục, thiên tử chi nhãn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hoa lạp lạp. Bạo vũ mưa như trút nước mà xuống, đánh trên người lăng phong. Ở hắn dưới chân, vô số cổ thi thể huyết nhục văn tung tóe tại nước mưa cọ rửa phía dưới chu vi mấy chục mét phạm vi đều là bị huyết thủy nhuộm đỏ lăng phong nhìn xem bản thân hai tay phía trên dính đầy huyết thủy cùng thịt băm hắn trên trán thụ đồng dần dần khép kín lưu lại một đạo ám hồng sắc tơ máu ta không chỉ không có chết mà lại còn thấy được lăng phong trong lòng nhấc lên lên một trận kinh đào hải lãng kim châm đâm vào huyệt bách hội hắn đã trải qua ông lòng quyết muốn chết thế nhưng là nghĩ không ra bản thân thế mà lại cùng tính đại phát hơn nữa giết cái này sau đám người tất nhiên thượng thiên không cho ta chết cái kia chính là muốn ngươi chết lăng phong trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận tiện nhân ngươi tử kỳ đến lăng phong đem trên đỉnh đầu kim châm rút ra vô cùng suy yếu cảm giác tập bên trên trong lòng trên trán thụ đồng vậy hoàn toàn biến mất duy nhất không thay đổi là ánh mắt hắn đã trải qua khôi phục trước mắt tất cả có thể thấy rõ ràng. Hắn không có hứng thú biết rõ bản thân vì cái gì hội đột nhiên mở ra cái kia quỷ dị thụ đồng, nội tâm tràn ngập lửa giận, đã đem hắn biến thành một đầu phẫn nộ giả thú. Tô Lâm cha con cái kia âm hiểm ghê tởm sắc mặt, làm cho người buồn nôn. Gia Gia còn tại Tô Gia. Lăng Phong nhéo nhéo nắm đấm, trước đó bị cắt ngang xương cốt tựa hồ toàn bộ đều khép lại, mặc dù toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng đã trải qua không ảnh hưởng đi lại. Lăng Phong hướng về dưới núi lao nhanh, hắn muốn giết Tô Lâm tiện nhân kia, sau đó lại mang lên Gia Gia, từ nay về sau rời đi xa Dương Thành, lại vậy không trở lại. Thành chủ cửa phủ Mấy tên hạ nhân đem một số loạn thất bát tao bao quần áo, cái hòm thuốc, hung hăng địa ném ra đại môn, bị ngoài cửa mưa lớn mưa to thấm ướt. Lão già đáng chết, Lăng đi, về sau mơ tưởng lại chúng ta thành chủ phủ ăn nhờ ở đậu. Trong đó một tên tráng hán, hung hăng đem một tên tóc hoa râm lão giả đẩy vào màn mưa bên trong các ngươi những cái này chó nô tài tốt lớn mật ta thế nhưng là thành chủ con rể gia da các ngươi dám dạng này đối ta ai nha ước ta cái hầm thuốc đều ước a à. cái kia lão giả một bên nhặt lên địa bôi thuốc trương một bên rống to kêu to lên ha ha a à. thành chủ con rể đừng có nằm mộng liền cái kia thối mù lòa giờ phút này sợ là đã trải qua làm diêm vương gia con rể từng người từng người nô tài đều là cười lên ha hả mặt khác một cái trung niên mập ra nam tử chính là thành chủ phủ quản gia từ trong ngực móc ra một túi ngân lượng lạnh giọng đạo tôn tử của ngươi muốn khinh bạc tiểu thư nhà chúng ta đã trải qua nhận lấy phải có trừng phạt nể tình các ngươi chữa khỏi tiểu thư phân thượng đây là thành chủ đại nhân ân ban cho ngươi xem bệnh kim cầm tiền lăn đi cái gì Lăng không trong đầu tức khắc trống rỗng. Các ngươi nói cái gì? Phong Nhi, cháu của ta Phong Nhi, hắn, hắn thế nào? Hắc hắc, hiện tại đuổi đi phía sau núi, nói không chừng còn có thể gặp được một lần cuối. Quản gia nở nụ cười lạnh, đây chính là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đại giới. Các ngươi, Lăng không chỉ quản gia kia, ngón tay run lẩy bẩy, các ngươi, Phong Nhi vì cho các ngươi tiểu thư trị liệu tam âm tuyệt mạch liền con mắt đều mù, các ngươi thế mà đối với hắn như vậy, các ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng. Trung niên quản gia làm lên một cây côn sắt, hung dữ đạo. Lão già chết tiệt, ngươi nếu là lại không lăng, lão tử hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp diêm vương. Nói xong, quản gia nắm lấy côn sắt trọng trọng vung lên, phát ra ông ông địa trầm đục tiếng. Các ngươi bồi cháu của ta mệnh đến. Lăng không gào khóc, hướng về quản gia nhào quá khứ các ngươi tiểu thư đây ta muốn gặp nàng ta muốn nhìn nàng tâm có phải hay không hắc, nhà ta phong nhi như thế thực tình đợi nàng như thế thực tình đợi nàng a à. lão già ta xem ngươi là muốn chết trung niên quản gia một mặt ghét bỏ nhìn xem lăng khôn côn sắc trực tiếp tại lăng khôn trên đầu đập tới ngươi đi chết a à. đông đốc một tiếng sét nổ vang bạo vũ như dội toàn bộ thành chủ phủ toàn bộ khai dương thành phản phất muốn bị trận này mưa to bao phủ hoàn toàn. Gia Gia Lăng Phong chạy tới thành chủ phủ thời điểm, liền mắt thấy Gia Gia bị cái kia trung niên quản gia dùng côn sắt đổ nhào tại địa một mạng. Lửa giận, lại một lần nữa lan tràn Lăng Phong toàn thân, hắn liều lĩnh, đem tất cả kim châm, toàn bộ đâm vào đỉnh đầu của mình. Ông Não hải rung lên, cái trán thụ đồng, lần thứ hai mở ra, tản mát ra tu la đồng dạng khí tức khủng bố các ngươi, đều phải chết. Lăng Phong muốn trách cả mí mắt, một đôi con mắt phản phất là suối máu đồng dạng, lóe ra quỷ dị hồng quang. Vù. Lăng Phong thân ảnh, giống như là một đầu mau lệ báo săn, thời gian nháy mắt, trực tiếp liền đem một tên hạ nhân bổ nhào, Xong trảo xé ra, liền đem cái kia chó nô tại lòng ngực vỡ ra đến. Phong Nhi. Lăng không nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh, đục ngầu trong ánh mắt nổi lên nước mắt, tiếp lấy lại gào khóc lên thiên tử chi nhãn. Thiên tử chi nhãn. Hắn hô vài câu, thấy hoa mắt, cuối cùng choáng chết qua đi. Các ngươi, đều phải chết. Lăng phong coi là lăng khôn đã chết, càng là lửa giận tuôn ra, trong cổ họng phát ra như giả dạ thú tiếng gào thét, chết. 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 Quản gia bị lăng phong dạng này hung ác giữ tận bộ dáng dọa đến hai chân như nhũng ra, bất quá hắn dù sao cũng là một tên ngưng khí cảnh tu sĩ, lập tức thôi động chân khí, vung vẩy lên trong tay côn sắt, rung giọng đạo. Ngươi! Ngươi không được qua đây, nếu không chỉ có một con đường chết. Lăng phong bên trong tâm bên trong chỉ còn lại có sát lục, hoàn toàn không có để ý tới quản gia uy hiếp, liên tục đem mấy tên gia nô đều xé nát sau đó, thân hình lóe lên, lại đánh về phía quản gia. Ra! Xảy ra chuyện rồi. Quản gia côn sắt quét qua, bộc phát toàn thân chân khí, đem lăng phong bức lui, cái này mới tỉnh ngộ lại, điên cuồng xông vào tô gia đại trạch, tự như phát điên rống to kêu to lên. Ra, sự tình, rồi. Cái này một thanh gào thét, lập tức đem đang ngủ say tô gia người, toàn bộ gọi tỉnh lại. Tô Thế Hùng vội vàng mặc quần áo, nhíu chặt lông mày, hét to đạo. Người nào, tốt lớn mật, dám đến ta thành chủ phủ nháo sự. Tiếp theo, Tô Thế Hùng bắt lên một can trường thương, chạy ra khỏi phòng ngủ. Cùng lúc đó, Từng người từng người tô gia trưởng lão, hộ viện, cùng tô gia đệ tử, toàn bộ đều dương cung bạc kiếm vọt ra. Lăng phong Tô Thế Hùng con ngươi mảnh liệt địa co rụt lại, mặc dù Lăng phong giờ phút này đã trải qua máu me khắp người, thế nhưng là hắn vẫn nhận ra Lăng phong bộ dáng. Tô Lâm hất lên áo khoác vậy vọt ra, nhìn thấy Lăng phong thời điểm, hai chân mềm nhũng, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống tại địa. Ngươi Ngươi làm sao biến thành như vậy? Tô Lâm dọa đến toàn thân phát run, hiện tại Lăng Phong giống như là một tôn từ trong địa ngục đi ra tu la, máu me khắp người, trên trán còn mở to một đầu vô cùng dữ tận thụ đồng, chỉ là bị chầm chầm một cái, liền giống như có vô số ác quỷ cuốn thân, để cho nàng tâm thần rung rẩy. Dết! 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 Lăng Phong nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, sát tâm càng tăng lên, cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm, riêng phần mình xuất hiện một cái âm dương ngư hình dạng điểm đen, nhưng lăng phong khí tức Biến càng thêm kinh người lên Tốt lớn mật Tô Thế Hùng trong tay trường thương chấn động Nhiệt súc Ngươi quả nhiên là một cái yêu vật Lão phu hôm nay liền thay trời hành đạo Diệt ngươi cái này nhỏ ma đầu Cái kia Tô Thế Hùng có thể trở thành Đứng đầu một thành Tự nhiên có chút năng lực Hắn tu vi Đạt đến ngưng khí thập trọng Chính là là một gã khí tông cường giả Mà trong tay hắn trường thương Cũng là hạ phẩm huyền khí Trường thương quét qua hàng mang lấp lóe, trực tiếp hướng về lăng phong đâm quá khứ. Chết! 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 Lăng phong trong lòng chỉ có vô tận sát lục, căn bản không biết đạo cái gì gọi là lui lại, song trảo hung hăng xé rách mà xuống, hồn nhiên không sợ cái kia huyền khí trường thương, một đôi lợi trảo dường như thần binh lợi khí, cùng trường thương va chạm, cọ lên từng đạo từng đạo hỏa hoa. Các ngươi, đều phải chết. Lăng phong gào thét trực tiếp nhào đi lên, giống như là một đầu giả thú đồng dạng, mang lực kinh người, dĩ nhiên đem Tô Thế Hùng bức lui lại mấy bước, tay phải xé ra, trực tiếp vẽ mù ánh mắt hắn. "À, con mắt ta." Tô Thế Hùng che hai mắt, lui về phía sau mấy bước, Lăng Phong lợi trảo đã trải qua hung hăng cầm ra, xuyên thủng Tô Thế Hùng trái tim. "Bành." Sương máu đầy trời, chung quanh những cái kia tô da người, toàn bộ dọa đến rung lẩy bẩy. "Cái này, rốt cuộc là cái gì quái vật?" trốn a à. từng tiếng kinh hô vang vọng bầu trời đêm thậm chí phủ lên lôi đình tiếng nổ vang toàn bộ tô gia loạn cả một đoàn ngay cả thành chủ đều bị cái này quái vật giết chết bọn hắn người nào đi lên chỉ sợ vậy chỉ có một con đường chết lăng phong huyết hồng sắc nhãn con ngươi tập trung vào tô lâm phương hướng người đáng chết người đáng chết tiếng gào thét bên trong lăng phong hóa thành một đạo huyết ảnh đánh về phía tô lâm Ý hắn biết mặc dù nhưng đã không rõ ràng, thế nhưng là hắn còn lưu lại bản thân bản năng. Nữ nhân này liền là trong lòng của hắn hận nhất, rất muốn giết chết người. Chết. 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 Tô Lâm nháy mắt liền bị Lăng Phong té nhào vào địa, sau đó, kịch liệt đau nhức xâm nhập mà đến, nàng nhìn thấy một đôi huyết sắc lợi trảo, không ngừng xé nát bản thân huyết nhục, sinh cơ một chút trôi đi mất. Có như vậy một nháy mắt, nàng bắt đầu hối hận nếu như bản thân không có hãm hại Lăng Phong, có lẽ Tô Gia vậy sẽ không rơi được cái này dạng kết cục. Đáng tiếc, tất cả cũng đã đã chậm. Đêm này, nhất định là một cái huyết tinh đêm dết chóc. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03 Thiên tử máu, lăng phong thân thế. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio không biết đạo qua bao lâu, lăng không khoan thai chuyển tỉnh lại, gây mũi mùi máu tươi, nhưng hắn không nhịn được nhíu mày. Thay ngã khắp địa, máu chảy thành sông. Toàn bộ tô gia, cơ hồ đã trải qua biến thành núi thay huyết hải. Lăng không mí mắt cùng loạn, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hai tay run rẩy, thiên. Thiên tử chi nhãn, trời xanh a, à, hắn thiên tử chi nhãn, cuối cùng vẫn là mở ra sao. Lăng không vội vàng vọt vào tô gia, mưa to như dội, lại sông không tiêu tan nồng nặc kia mùi máu tươi. Lăng Phong ngồi ở một đống thi thể phía trên, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng máy móc địa tái diễn, dết. 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 Phong Nhi. Lăng không nước mắt tuôn đầy mặt, hướng về Lăng Phong nhạo quá khứ, hai tử, xấu người đã chết, người xấu đều đã chết. Người không nên dết. Không cần dết. Gia gia. Lăng Phong ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, trên trán thụ đồng, rốt cục bế hợp. Gia gia. Ngươi không có chết. Lăng phong gian nan địa nâng tay phải lên, đem trên đỉnh đầu kim châm rút ra, mãnh liệt cảm giác suy yếu bao phủ trong lòng. Bất luận cái gì lực lượng đều không biết lăng không xuất hiện. Cái kia thụ đồng mở ra thời điểm, lăng phong mặc dù tựa hồ tồn tại dùng không hết lực lượng, thế nhưng là đây đều là dùng kim châm thôi phát bản thân sinh mệnh lực mới đổi trở về lực lượng. Nếu như kéo dài mở ra thụ đồng, hắn sinh mệnh lực liền sẽ cấp tốc tiêu hao cho đến chết. Hai tử, đáng thương hài tử. Lăng không gào khóc lên, đều là gia gia sai, nếu như không phải gia gia thèm muốn hưởng thụ, ngươi vậy sẽ không gặp phải thành chủ cha con, vậy sẽ không mở mở thiên tử mắt. Đều là ta sai, đều là ta sai. Gia gia, ngươi không có chết, quá. Quá tốt rồi. Lăng Phong đã trải qua suy yếu liền mở to mắt khí lực cũng không có, mắt tối sầm lại, rốt cục chết ngất quá khứ. Ta mang ngươi đi. Ta mang ngươi ly khai nơi này. Lăng không cắn răng, vịn lên Lăng Phong, từ một đống trong thi thể bò lên xuống tới, khiên lên một cái không đáng chú ý cái hòm thuốc, từng bước một, gian nan địa đi ra khai dương thành. Mỗi một bước, đều mang dấu chân máu. Có lẽ là tiếng sấm thật quá vang dội, cái kia huyết tinh một đêm, thế mà không có bất luận kẻ nào nghe được nửa điểm vang lên. Ngày thứ hai, nên có người qua đường trải qua qua thành chủ phủ thời điểm, mới khinh khủng phát hiện, thành chủ phủ từ trên xuống dưới hơn 100 miệng ăn, thế mà toàn bộ đều chết quan chết uổng. Mỗi một cái người thi thể đều mang giả thú cắn xé đồng dạng vết cao, cho người căn bản không cách nào liên tưởng đến cái này là nhân loại gây nên. Kết quả là, liên quan tới thành chủ phủ bị không biết yêu thú diệt cả nhà thuyết pháp lưu truyền ra, toàn bộ khai dương thành vậy bắt đầu giới nghiêm lên, phòng ngừa đầu kia kinh khủng yêu thú, lần thứ hai xâm nhập khai dương thành. Vậy không biết đạo qua bao lâu, lăng phong rốt cục mở mắt, toàn thân trên dưới mỗi một đầu cơ bắp, tự hồ cũng bị kéo căng gãy mất dường như. Đau nhức. Thống khổ đau nhức. Phong nhi, ngươi đã tỉnh. Bên tai truyền đến gia gia hiền lành thanh âm, lăng phong con mắt bốn phía dò xét, rốt cục khóa được lăng không thân ảnh bản thân thấy được, thật lại thấy được. Phong Nhi, ngươi khá hơn chút nào không? Lăng không bưng tới một bát bát cháo, ấm giọng đạo. Ngươi đã trải qua hôn mê nửa tháng, đến, uống trước một chút bát cháo. Lăng Phong khẽ gật đầu, hồi tưởng lên cái kia huyết tinh ban đêm, liền hắn chính mình cũng cảm giác có chút sợ hãi. Cái kia chỉ biết rõ sát lục quái vật, thật là bản thân sao? Gia gia. Lăng Phong uống một ngụm bát cháo, ánh mắt tiếp cận lăng khôn, trầm giọng đạo. Gia gia, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gạt ta? Ngươi một mực tại nói cái gì thiên tử chi nhãn, vậy rốt cuộc là cái gì? Ta lúc đầu coi là, có thể cả một đời giữ vững bí mật này. Lăng khôn nhéo nhéo nắm đấm, trong mắt nổi lên nước mắt, ta coi là, ngươi thiên tử chi nhãn, vĩnh viễn vậy sẽ không mở mở. Gia gia, ngươi vẫn là đang giấu giếm cái gì? Nói cho ta được không? ta muốn biết rõ tất cả. Lăng Phong cảm xúc có chút kích động. Mặc cho là ai, tại phát hiện bản thân thế mà lại biến thành như thế quái vật về sau, nội tâm vậy không có khả năng bình tĩnh a. À? Có lẽ đều là thiên ý a. À? Lăng không thở dài một tiếng, ngươi thiên tử chi nhãn đã trải qua mở ra lần thứ nhất, liền sẽ có đệ nhị lần, lần thứ ba, nếu như ta không nói cho ngươi, phản mà là hại ngươi. Lăng Phong tiếp cận gia gia, lặng lặng nghe ta, à, không được là người gia gia. Trên thực tế, ta chỉ là gia gia người bên người một tên lão bộc. Trời nắng phích lịch. Lăng phong trong lòng quyển lên kinh đào hải lãng, kích động đạo. Không, ngươi là gia gia của ta, ngươi chính là gia gia của ta. Lăng không hít thật sâu một hơi khí, chậm rãi đạo. Phong nhi, ngươi nghe ta nói. Cha mẹ ngươi tại ngươi vừa ra đời thời điểm, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, không thể không ly khai ngươi, cho nên chỉ có thể đem ngươi lưu cho lão gia thế nhưng là lão gia tại ngươi còn chỉ có một tuổi thời điểm vậy bởi vì bệnh nặng qua đời từ đó về sau hắn liền đem ngươi phó thác cho ta tại lão gia trước khi chết hắn nói cho ta trong cơ thể ngươi có một loại đặc thù huyết mạch gọi là thiên tử máu một khi bị kích thích lại dùng kim châm điểm huyệt liền sẽ mở ra thiên tử chi nhãn cùng tính đại phát thiên tử máu thiên tử chi nhãn Lăng Phong trong đầu chuồn qua vô số ý niệm, ẩn ẩn cảm thấy, phụ mẫu ly khai, còn có gia gia chết, có lẽ đều cùng cái này thiên tử máu có quan hệ. Cái gì là, thiên tử máu? Lăng Phong cắn răng vấn đạo. Lão gia chỉ nói cho ta nói, thiên tử, chính là thiên đạo chi tử. Lăng không dừng một chút, lại chậm rãi đạo. Thái huyền chăm cứu kinh, là người gia gia lưu cho ngươi đồ vật. Lão gia bàn giao qua, nếu ngươi cuối cùng vẫn là mở ra thiên tử chi nhãn mà nói, sẽ nói cho ngươi biết, liên quan tới thân ngươi thế bí mật, liền giấu ở hai bộ Thái Huyền Châm Cứu Kinh bên trong. Hai bộ Thái Huyền Châm Cứu Kinh. Lăng Phong hơi sững sờ, thế gian này còn có thứ hai bộ Thái Huyền Châm Cứu Kinh sao? Vâng. Lăng không gật gật đầu, Phong Nhi, thứ hai bộ Thái Huyền Châm Cứu Kinh, già già ngươi lúc trước gửi đặt ở Đông Đô Yến Gia bản ý là nhường cái kia yến gia tại hắn sau khi qua đời chuyển giao cho ngươi. Thế nhưng là cái kia yến gia lại ý vào chúng ta một lão một thiếu lật không dậy nổi cái gì sống lớn, một nói từ chối, thậm chí không thừa nhận lão gia đem thái huyền châm cứu kinh gửi đặt ở nhà bọn hắn bên trong. Những cái này đáng giận gia hỏa, sớm muộn là phải gặp đến báo ứng. Lăng khôn một mặt hận ý địa nói ra. Đồng đồ yến gia. Lăng phong bỗng nhiên nhớ lên, bản thân còn tuổi nhỏ thời điểm, Lăng Khôn đã từng mang lấy bản thân đi qua một lần đông đô, sau đó vội vàng đi ra một chuyến, trở về thời điểm một thân là tổn thương, hùng hùng hổ hổ địa, tự hồ liền là ở mắng yến gia người. Bằng ta có thể chịu, căn bản không có khả năng đòi lại thứ hai bộ Thái Huyền châm cứu kinh, tất nhiên phong nhi người đã trải qua mở ra thiên tử chi nhãn, vậy cũng chỉ có đưa ngươi đi võ đạo tông môn tu luyện, chờ ngươi trở thành một tên cường đại võ giả, nhất định có thể đòi lại thuộc đối chúng ta Lăng gia đồ vật. Đi võ đạo tông môn tu luyện. Lăng Phong hít sâu một cái khí, bản thân những năm này đi theo gia gia bốn phía phiêu bạc chưa từng có tu luyện qua võ đạo, gia gia vậy từ không cho bản thân tiếp xúc võ đạo. Có lẽ, hắn liền là sợ hãi bản thân thiên tử chi nhãn sẽ mở ra a. À? Tu luyện giả hướng lên trời đoạt mệnh, khó tránh khỏi thường có nguy hiểm đến tính mạng, thiên tử chi nhãn mở ra khả năng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Ân. Mở ra thiên tử chi nhãn sẽ nhanh chóng tiêu hao ngươi sinh mệnh lực, chỉ có tu luyện trở thành cường đại võ giả, mới không còn bởi vì mở ra thiên tử chi nhãn mà tráng niên mất sớm a. À. Ta biết rõ. Lăng phong cắn răng, không được trận vi sống sót, còn có ẩn giấu đi bản thân thân thế chi mê bộ thứ hai, thái huyền chăm cứu kinh, vậy nhất định muốn từ đông đô yến gia trong tay đoạt trở về. Lăng không thở dài một tiếng khí, chậm rãi đạo ngươi thân gia gia là y thuật cao siêu đạo y tuổi trẻ thời điểm làm nghề y thiên hạ cùng không ít tông môn đều có tiếp xúc ta tin tưởng tổng sẽ có tông môn nguyện ý tiếp nhận ngươi có lẽ vậy lăng phong cắn răng trải qua qua tô lâm cha con một chuyện hắn mới phát hiện nhân tính lại có thể như thế ghê tởm không có thân phận không có địa vị lại có bao nhiêu người sẽ cùng ngươi chú ý nhớ tình cũ vô luận như thế nào bản thân về sau tuyệt không thể tùy tiện tin tưởng người khác, đặc biệt là, nữ nhân. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Ngưng thần văn, tu thần thông. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Trước sau cộng lại, Lăng Phong trên giường trọn vẹn nằm một tháng, mới rốt cục có thế dưới hành tẩu. Một tháng này, đều là Lăng không chiếu cố, mới để cho Lăng Phong có thể chuyển biến tốt, bằng không hắn làm ngày dết sạch tô da cả nhà thời điểm, chỉ sợ liền đã chết. Lăng không mặc dù cùng bản thân không có quan hệ máu mũ, nhưng ở Lăng Phong trong lòng, lại vĩnh viễn đều là gia gia mình. Ăn xong cơm tối sau đó, lăng phong một mình ngồi tại giường giường phía trên trong tay bưng lấy một bản có chút ố vàng cổ tịch sách bìa viết thái huyền châm cứu kinh năm chữ thái huyền châm cứu kinh là lăng phong thân gia gia một đời tâm huyết những năm gần đây lăng phong đã đem phía trên y thuật toàn bộ học được chỉ là hắn trước trước sau sau nhìn qua không dưới mấy ngàn lần lại chưa bao giờ phát hiện bên trong ẩn chứa liên quan tới bản thân thân thế bí mật có lẽ chỉ có trên dưới hai bộ Thái Huyền Châm Cứu Kinh hợp cùng một chỗ mới có thể giải khai thân ta thế chi mê a. À. Lăng Phong nhéo nhéo nắm đấm, trải qua qua Tô Lâm sự kiện kia, trong lòng của hắn triệt để minh bạch, ở cái này thế đạo bên trên, chỉ có y thuật có tác dụng gì? Con nhất định phải nhường bản thân biến cường đại lên. Gia gia nói, ngày mai sẽ có người mang ta đi cửu tiên sơn vấn tiên tông bái sư, ta nhất định muốn học tốt bản lĩnh, lại đi cái kia Đông Đô đồ yến gia đoạt lại nửa bộ sau Thái Huyền châm cứu kinh. Đông đô đồ yến gia, thế lực khổng lồ, tại toàn bộ thiên bạch đế quốc, đều là dơ chân nhẹ trọng tồn tại. Chỉ bằng xuất hiện tại bản thân, tìm tới cửa cùng bọn hắn giảng đạo lý, lấy lý phục người. Cái này hiển nhiên là một cười nhạo. Lăng Phong lật nhìn xem trong tay y kinh, mặc dù Thái Huyền châm cứu kinh, nội dung hắn đã trải qua thuộc lậu, thế nhưng là mỗi lần đọc âm nặng một lần bộ này y kinh, liền sẽ càng ngày càng cảm giác được bản thân thân gia gia đối với người thể lý giải, đơn giản đã đạt đến khoáng cổ tuyệt kim cấp độ. Thân là một tên thầy thuốc, Lăng Phong tự nhiên vậy nhìn qua vô số cái khác y kinh, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một bộ có thể cùng bản này, Thái Huyền chăm cứu kinh, đánh đồng với nhau. Nếu như gia gia nếu là tu luyện mà nói, có lẽ sẽ trở thành một tên cường giả tuyệt thế. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong đầu chuồng qua dạng này một cái ý niệm kỳ quái. Ân. Đúng lúc này, Lăng Phong lật đến Thái Huyền Châm Cứu Kinh, một trang cuối cùng. Những chữ này, dựng thẳng nhìn liền là thi châm khiếu huyệt cùng y lý, lý thuyết y học, thế nhưng là hoành nhìn mà nói, chính là sách, phong, chi, bên trong bốn chữ. Thư phong chi trung. Lăng Phong con ngươi nhỏ bé hơi co lại, chẳng lẽ tại thư phong chi trung, có huyền cơ khác? Tại lòng hiếu kỳ su thế phía dưới, Lăng Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng để nắm vuốt bộ này kỳ thuật trang bìa, từ trên xuống dưới sờ toàn bộ, thế nhưng là cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Lại nắm qua một lần, vẫn là như thế. Xem ra là ta quá mức ý nghĩ hảo huyền. Lăng Phong cười khổ một tiếng, nếu là trang bìa có vấn đề mà nói, bản thân đọc nhiều như vậy khắp, chẳng lẽ còn hội không phát hiện được sao? Thế nhưng là, tại ngón tay hắn buông ra y kinh thời điểm, lại phát hiện thái huyền chăm cứu kinh cái này năm chữ lóe ra một trận yếu ớt ánh sáng sáng lên ân ừ. lăng phong con ngươi nhỏ bé hơi có lại hắn dùng tay đi ngăn trở cái kia ánh sáng sáng lên hoảng sợ phát hiện tại thư phong chi trung lại còn ẩn giấu đi một trương trang sách vàng ống lăng phong hít thật sâu một hơi khí cẩn thận từng ly từng tí địa nắm vuốt sách phong tiêu đề nhẹ nhàng kéo một phát phát hiện sách phong quả nhiên vén lên một số lại một rồi sách phong hoàn toàn để lộ lộ ra một trương hoàn chỉnh trang sách vàng ống hỗn độn thiên đế quyết lăng phong nhìn xem cái kia trang sách vàng ống tiêu đề một cột viết hỗn độn thiên đế quyết năm cái chữ lớn bút lực cứng cáp giống như là năm đầu dao lông ánh vào não hải bên trong làm cho người tâm thần run rẩy hỗn độn thiên đế quyết lăng phong hít sâu một hơi đọc tiếp xuống thân mang thiên tử máu mới có thể tu luyện này vô thường thần quyết. Thiên đạo chi tử, có người nói mắt, thiên đạo mắt, tu la mắt. Mắt trái vì nhân đạo, mắt phải vì thiên đạo, để tam thụ đồng, vì tu la. Này tam nhãn, hợp xưng là thiên tử chi nhãn. Lăng Phong trong lòng, nhấc lên lên trang, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bản thân làm ngày nguyên lai là tam nhãn đều mở, khó trách sau đó sẽ trở nên suy yếu như vậy lăng phong tiếp tục xem tiếp cái này hỗn độn thiên đế quyết bên trong ghi lại liên quan tới nhân đạo chi nhãn cùng thiên đạo chi nhãn pháp môn tu luyện thiên tử chi nhãn ngự sáu khí thay đổi ngưng thần văn tu thần thông lăng phong tinh thông y lý lý thuyết y học đối với người thể âm dương ngũ hành vận khí tạng phủ kinh lạc đều là rõ như lòng bàn tay cho nên đọc cái này hỗn độn thiên đế quyết thời điểm không chỉ không có cái gì nghi nan ngược lại như có thần trợ, vừa đọc liền thông. Ước chớ sau nửa canh giờ, cái này hơi mỏng một trang, đã bị Lăng Phong lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Cái này phía trên mặc dù không có đề cập bản thân thân thế, thế nhưng là cũng làm cho hắn hiểu được, cái gì là thiên tử chi nhãn. Cái này cũng không phải là sẽ chỉ làm bản thân phát cuồng, tiêu hao sinh mệnh mình tà ác đồ vật, chỉ là bởi vì không đúng cách, cưỡng ép thôi động, mới có thể dẫn phát những cái kia hậu quả xấu. Đến ít nhân đạo mắt cùng thiên đạo mắt cũng không có những cái kia nguy hại về phần tu la mắt lăng phong không rõ ràng nghĩ đến liên quan tới tu la mắt pháp môn tu luyện liền ghi chép tại bộ thứ hai thái huyền châm cứu kinh bên trong a lăng phong cẩn thận đem sách phong khép lại bắt đầu dựa theo hỗn độn thiên đế quyết phía trên nói chậm rãi cảm ứng trong đó nói tới sáu khí cái gọi là sáu khí tức quyết âm phong mộc thiếu âm quân hỏa thái âm thấp thổ thiếu dương tương hỏa, dương minh táo kim, thái dương hàng thủy. cái này sáu khí đều đối ứng nhân thể bên trong thập nhị chính kinh, tỷ như quyết âm phong mộc đối ứng là túc quyết âm can kinh, thủ quyết âm tâm kinh, thiếu âm quân hỏa đối ứng là thủ thiếu âm tâm kinh, túc thiếu âm thận kinh. người bình thường có lẽ không nghĩ ra, nhưng là đối với tinh thông y lý, lý thuyết y học lăng phong tới nói, căn bản là là một bữa ăn sáng làm lăng phong dựa theo nhân đạo mắt sáu khí biến hóa chi đạo chỉ tu luyện một lần liền cảm giác mắt trái nhỏ bé nhỏ bé phát nhiệt hắn chạy đến phía trước gương nhìn kỹ phát hiện tại mắt trái con ngươi lỗ bên trên xuất hiện một cái mười phần kỳ dị phù văn giống như là âm dương thái cực đồ bên trong âm dương ngư lẽ loi trơ trọi địa tại con ngươi bên trong du động lăng phong trong lòng hơi động cái này chính là cái gọi là ngưng thần văn tu thần thông sao thần văn đã ngưng thần thông là cái gì? Căn cứ hỗn động thiên đế quyết, bên trong nói, nhân đạo mắc cái thứ nhất năng lực là Phun ra nuốt vào thu nạp Lăng phong còn chưa kịp kinh ngạc, liền phát hiện bản thân thân thể phản phất biến thành một cái cự đại vòng xoáy Chung quanh thiên địa linh khí, mê muội dường như hướng lấy bản thân tụ đến Tiếp theo, thể nội tự hồ có thứ gì đã thông dường như, thân thể truyền đến một trận thư sướng cảm giác Hắn con ngươi nhỏ bé hơi co lại, đang điền khí hải bên trong, tự hồ xuất hiện một tia chân khí. Lăng Phong mặc dù chưa từng có tu luyện qua, nhưng là cũng cho không ít võ giả trị qua bệnh. Đang điền xuất hiện chân khí, liền được võ giả tấn thăng làm ngưng khí cảnh dấu hiệu. Võ đạo tu luyện, cái thứ nhất cảnh giới xưng là đoán thể cảnh. Cấp độ này còn không thể xưng là võ giả, chỉ là võ đồ. Người bình thường từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đều phải trải qua qua dùi mài rèn thể quá trình khổ tu mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đi đến rèn thể thập trọng, mới có thể dẫn khí nhập thể, tấn thăng làm ngưng khí cảnh. Mà bản thân, chưa bao giờ tu luyện, chỉ là vừa mở ra nhân đạo mắt, liền trực tiếp tấn thăng làm ngưng khí cảnh. Lăng phong kích động địa hai tay đều có chút run rẩy, chỉ cần thôi động cái này đạo thứ nhất thần văn, ta tu luyện tốc độ, liền sẽ điên cùng bạo tăng. Bỗng nhiên, vô cùng suy yếu cảm giác tập bên trên trong lòng, Lăng Phong liền tranh thủ thần văn giải trừ, chung quanh cái kia cuồng bạo thiên địa linh khí lúc này mới bình tĩnh xuống tới. Lăng Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giờ mới hiểu được, lấy bản thân trước mắt trình độ, nhân đạo mắt đệ nhất thần văn, chỉ có thể chống đỡ 30 tức tả hữu, liền sẽ bắt đầu cảm giác mệt nhọc. Bất quá, mỗi ngày 30 tức, đã đủ rồi. Vừa rồi cái kia 30 tức, liền đã có thể so với người bình thường đã nhiều năm khổ tu. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Phong lại bắt đầu ngưng tụ thiên đạo mắt đệ nhất thần văn. Căn cứ hỗn động thiên đế quyết thuật, thiên đạo mắt cái thứ nhất năng lực bị xưng là Thấy rõ phục chế. Nói cách khác, bất kỳ cái gì công pháp, võ kỹ, chỉ cần tại thiên đạo mắt trước đó biểu thị một lần, cũng sẽ bị triệt để thấy rõ, từ đó giống nhau như đúc phục chế ra. Đây cũng là một cái gần như nghịch thiên năng lực, Lăng Phong lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu dựa theo hỗn động thiên đế quyết, pháp môn, ngưng tụ thiên đạo mắc đệ nhất thần văn không bao lâu thiên đạo mắc đệ nhất thần văn vậy ngưng tụ thành công đáng tiếc tạm thời còn không có cách nào thí nghiệm một phen liên tục ngưng tụ hai đạo thần văn sau đó lăng phong đã trải qua mỏi mệt được không được rốt cục ông lấy thái huyền châm cứu kinh ngủ thật say động đất à không đây là địa chấn của tháng này đây là siêu phẩm của tháng tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 05. Vấn Tiên Tông. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Sáng sớm ngày thứ hai, lăng không một lớn đã sớm đánh thức lăng phong, xông vào môn, liền thần sắc kích động địa đạo. Phong Nhi, Vấn Tiên Tông vị cao nhân nào hôm nay muốn tới, ngươi nhanh rửa mặt chuẩn bị một chút, thuận lợi mà nói, ngươi rất nhanh liền có thể bái nhập Vấn Tiên Tông. Lăng phong biết rõ, gia gia là lấy rất nhiều quan hệ mới giúp bản thân có liên lạc một cái vấn tiên tông ngoại môn trưởng lão, tranh thủ được một cái vấn tiên tông tiến cử danh ngạch. Ta biết rõ. Lăng Phong vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đem bên giường, thái huyền chăm cứu kinh, thiếp thân cất kỹ, liền bận rộn. Lão Lăng đầu. Không bao lâu, liền có một cái mặt hướng trang nghiêm trung niên nam tử, xuất hiện ở khách sạn bên trong. Cái này nam tử mặc trên người rộng thùng thình áo choàng, mặc chữ quốc, ngọa tàm lông mày, thoạt nhìn mười phân uy nghiêm. Vương Thượng Tiên Lăng không vội vàng công công thân thể nên đón, hướng Lăng Phong chiêu vẫy tay, cười ha hả đạo. Phong Nhi tới, còn không mau gặp qua Vương Thượng Tiên. Lăng Phong biết rõ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, liền bận biểu tiến lên hướng cái kia họ Vương Trung Niên Nam tự chấp tay thi lễ, Lăng Phong gặp qua Vương Thượng Tiên. Hắn biết rõ, bản thân có thể hay không bái nhập vấn tiên tông, liền dựa vào người này. Vương Đăng Phong cười ha ha một tiếng Lão lăng đầu Nằm đó nếu không phải là lăng lão gia tử xuất thủ trị liệu Ta cánh tay này đã sớm phế đi Đại gia đều là chính mình người Không cần như vậy khách khí Khó được vương thượng tiên như thế trọng tình trọng nghĩa Còn nhớ kỹ quá khứ một điểm kia tình cũ Tiểu lão nhân ở nơi này nơi này đi đầu cám ơn qua Lăng không lần thứ hai hướng cái kia Vương đang Phong cuối người hành lễ Chậm rãi lại đạo Phong nhi tiến vào tông môn về sau còn hy vọng thượng tiên có thể nhiều chú ý đề bạc nếu là lăng lão gia tử hậu nhân tự nhiên là phải chiếu cố vương đăng phong nhạt cười nhạt cười đánh giá lăng phong một cái cười đạo ngươi kêu lăng phong đúng không ân quả nhiên anh võ bất phạm có gia gia ngươi năm đó phong thái a vương thượng tiên quá khen lăng phong khiêm tốn nói gọi cái gì thượng tiên lăng lão gia tử đối ta có đại ân ngươi là hắn tôn tử gọi ta một thanh vương thúc liền tốt. Vương thúc. Lăng Phong cung kính kêu đạo. Lăng không nhìn chậm chậm lăng phong một cái, hít thật sâu một hơi khí, nhẫn nhìn nhiệt lệ đạo. Vương thượng tiên, phong nhi về sau liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định đem đứa nhỏ này an bài vào nội môn. Vương Đan Phong gật đầu cười cười. Trước lúc này, hắn vậy thu Lăng Không không ít chỗ tốt, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn lại tăng thêm lăng phong gia gia đối với hắn có một ít ân tình, hắn tự nhiên không có ý tứ không đúng lăng phong tận một chút tâm. Phong nhi, nhớ kỹ gia gia nói cho ngươi nói chuyện. Lăng không quay đầu nhìn xem lăng phong, lời nói thấm thía nói ra. Phong nhi khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên. Lăng phong trọng trọng gật gật đầu, thái huyền chăm cứu kinh là gia gia tâm huyết, hắn nhất định muốn đoạt lại đến. Phong nhi, ngươi tiến vào vấn tiên tông, chỉ quản tốt tốt tu luyện, không cần quan tâm gia gia. Ta sống cái này khiến niên kỷ, rất tinh minh. Lăng không hít sâu một hơi, cố nén nước mắt. Mười mấy năm qua, Lăng Phong là hắn một tay nuôi nấng, đối với hắn mà nói liền cùng thân giống như cháu trai. Lần này cách đừng, trong lòng của hắn tự nhiên tràn đầy tiếc nuối. Lăng Phong biết rõ gia gia tâm tình, hướng Lăng không thật sâu bái, gia gia, Phong nhi đi vương đan phong lắc lắc đầu nhẹ thở ra một hơi vỗ vỗ lăng phong bả vai đi thôi hài tử đau dài không bằng đau ngắn lăng phong gật gật đầu nhìn chầm chầm lăng không một cái đi theo vương đan phong từ từ đi xa rất nhanh vương đan phong liền mang theo lăng phong đi ra tòa này thành nhỏ lăng phong hướng về lăng không phương hướng không người một cái thật sâu trong mắt lóe lên lợi quan rồi lại bị sinh sinh nén trở về tiên đạo không quen Tất nhiên quyết định muốn đặt chân con đường tu luyện, phàm trần thân tình cũng không cần thấy quá nặng đi. Vương Đan Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Phong bả vai, tốt, phía dưới đường, ta mang ngươi đi. Nói xong, Vương Đan Phong quanh thân chân khí rung động, phía sau thế mà sinh ra vừa đối chân khí ngưng tụ cánh, hai cánh một trận, liền bắt được Lăng Phong, ngút trời mà lên. Lăng Phong hơi kinh hãi, âm thầm cảm thán cái này Vương Đan Phong thủ đoạn, không cần kinh ngạc cái này chân khí hóa vũ bất quá là một môn ngưng mạch cảnh thủ đoạn mà thôi các loại thực lực có mạnh hơn nữa một số không cần mượn nhờ chân khí chi dực cũng có thể trên không trung ngao du vương đan phong khẽ cười đạo lăng phong gật gật đầu âm thầm mở ra thiên đạo mắt mắt phải bên trong phù lên một cái huyền diệu thần văn bắt đầu xem xét vương đan phong phía sau chân khí chi dực không được một hồi thần văn tiêu tán lăng phong trong lòng âm thầm gật đầu thì ra là thế chỉ nhìn một chút, hắn đã trải qua học xong chân khí chi dực thi triển phương pháp, bất quá từ ở thể nội chân khí xa xa không đủ, tạm thời còn không cách nào thi triển. Đúng rồi, đợi ngươi đến vấn tiên tông, nhớ lấy nói cẩn thận làm cẩn thận, tông môn bên trong không thể so với địa phương khác, đặc biệt là nội môn đệ tử, tâm cao khí ngạo, như là không cẩn thận đắc tội với ai, ta cũng không giữ được ngươi. Vương đang phong một bên bay lên, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở đạo. Đa tạ vương thúc, Lăng Phong ghi nhớ tại tâm. Lăng Phong đáp ứng một câu, nhưng trong lòng đối cái này phi thiên động địa bản sự sinh ra vô hạn khát vọng. Các loại ban đêm lúc không người, bản thân lại mở ra nhân đạo mắt hút vào thổ nạp. Tin tưởng dùng không được bao lâu, bản thân liền có thể thi triển chân khí chi dực. Sơn hà tráng lệ, tiên mây lượng lờ. Vương đang Phong mang theo Lăng Phong trọn vẹn phi hành hai ngày, mới đã tới vấn Tiên Tông ở tại cửu tiên sơn bên trong vấn tiên tông chính là thiên bạch đế quốc bắc phương bảy quận bên trong ít có hào tông môn tục truyền cái kia vấn tiên tông tông chủ càng là đã trải qua siêu thoát ngưng mạch cảnh giới đạt đến cao hơn một tầng hóa nguyên cảnh võ đạo một đường đầu tiên rèn thể rèn thể thập trọng sau đó thì làm ngưng khí cảnh ngưng khí cảnh cũng là võ giả cơ sở cảnh giới tại ngưng khí phía trên thì là ngưng mạch vương đan phong chính là cái này cảnh giới mà ngưng mạch phía trên thì là hóa nguyên cảnh. Thể nội chân khí hóa thành nguyên khí, chính là một cái siêu phạm thoát tục cảnh giới. Vương Đan Phong mang theo lăng phong chậm rãi rơi xuống, thật dài ra một cái khí. Cái này hai ngày ngựa không dừng vó chạy đi, dù là Vương Đan Phong dạng này ngưng mạch cảnh võ giả, vậy cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Nơi này chính là cửu tiên sơn, đi thôi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi nội môn. Vương Đan Phong nhạc cười nhạc đạo. Lăng Phong bốn phía đánh giá một cái, cái này cửu tiên sơn xứng đáng có tiên sơn, tên, bốn phía phong cảnh như vẻ, thoáng như tiên cảnh. Trong lòng của hắn sinh ra một tia mừng rỡ. Từ hôm nay bắt đầu, bản thân liền muốn ở cái này địa phương bắt đầu tu luyện võ đạo. Tham kiến trưởng lão. Tham kiến trưởng lão. Từng người từng người ngoại môn đệ tử nhìn thấy vương đan phong, lập tức cung cung kính kính địa tiến lên hành lễ. Vương Đan Phong tại ngoại môn địa vị không thấp, cho nên mới cầm giữ có một cái tiếng cử nội môn đệ tử danh ngạch. Lăng Phong cũng không biết, vì cái này danh ngạch, Lăng Phong gia gia Lăng không thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới, cơ hồ đem cả một đời tích xúc toàn bộ đều xuất ra đến. Vương Đan Phong hướng những cái kia chào hỏi ngoại môn đệ tử khoát tay áo, mang theo Lăng Phong, một đường thẳng đến đỉnh núi mà đi. Nhìn xem Vương Đan Phong cùng Lăng Phong ly khai bóng lưng, không ít ngoại môn đệ tử ngừng chân cảm thán. Thật sự là hâm mộ những cái này có thể trực tiếp thêm vào nội môn đệ tử A. Đi khác hâm mộ, hảo hảo đem tạp dịch làm xong A, ngoại môn đệ tử chỉ cần cố gắng, cũng là có cơ hội có thể thêm vào nội môn. Ai, biết rõ. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Bái vào nội môn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngươi là nói, ngươi phải dùng ngươi tiếng cử danh ngạch, tiếng cử cái này cái tiểu tử vào nội môn. Một chỗ đại điện bên trong, ngồi ngay thẳng một tên thân mặc áo bào đen trung niên nam tử, trong tay bưng cái chén trà, khẽ nhấp một cái, trên dưới đánh giá lăng phong một cái. Là, dương trưởng lão. Vương Đan Phong vội vàng gật gật đầu, trước mắt cái này cái trung niên nam tử, tên là Dương Uy, tại vấn tiên tông bên trong, địa vị mười phần cao thượng, chính là cửu tiên sơn cửu đại phong môn thủ tọa một trong, càng là cửu phong bên trong, ngoại trừ trưởng môn cái kia nhất phong bên ngoài, thực lực tổng hợp mạnh nhất nhất phong. Liên tiểu tử này. Dương Uy khinh thường cười một tiếng, Vương Đan Phong, ngươi sợ là mắc mờ đi. Dương trưởng lão, đây là tại hạ một điểm nho nhỏ tâm ý. Vương Đan Phong từ trong ngực lấy ra một túi căn phòng đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, ha ha cười đạo. A, à, Dương Uy cầm lên cái túi, tại trong tay nhẹ nhàng tung tung, nhếch miệng cười đạo. Coi như có ít như vậy ý tứ. Nói xong, Dương Uy từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Lăng Phong bên người, nhàn nhạt đạo. Tiểu tử, ngươi gọi tên là gì? Lăng Phong. Lăng Phong nhấc mắt thấy Dương Uy không kiêu ngạo không tự ti đạo. Cái này cái ánh mắt cũng không tệ lắm, tầm tính coi như có thể. Dương Uy đưa tay tại Lăng Phong vỗ vỗ lên bả vai, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng lạnh trên một tiếng, giận đạo. Cốt Linh vượt qua 18 tuổi, kết quả mới vừa vặn sinh ra từng ti chân khí. Vương Đan Phong, ngươi xác định ngươi không được là ở đùa ta. Dương Uy quay lưng đi, nhanh chân đi về chỗ ngồi vị, lạnh lùng đạo dạng này củi mục liền xem như ném đến ngoại môn đều đơn thuần là lãng phí tài nguyên mà ngươi lại còn si tâm vọng tưởng đem hắn tiến cử đến nội môn đi vương đan phong quay đầu nhìn lăng phong một cái cắn răng đạo dương trưởng lão đứa nhỏ này gia gia đối ta có ân cứu mạng a à? thì tính sao lại không được là đối ta có ân cứu mạng dương uy lạnh lùng cười một tiếng mang về a à? dạng này phế vật còn tu cái gì luyện a à, rõ ràng là một cái phế vật thế mà cố làm ra vẻ giả trang ra một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng coi là mình là thiên tài dương trưởng lão vương đăng phong còn muốn lại nói chút cái gì nhưng lại bị dương uy quát bảo ngưng lại lạnh giọng đạo đủ rồi vương đăng phong nhớ kỹ ngươi thân phận ngươi bất quá là một cái ngoại môn trưởng lão có cái gì tư cách ở nơi này bên trong cùng ta nói nhảm vương đăng phong dài thở ra một hơi cái này dương uy căn bản chính là cái phía lột da tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn cái này lão gia hỏa thu tiền lại còn qua loa lấy lệ như vậy đuổi bản thân nhất định chính là cái bại hoại ấy dương sư huynh tất nhiên vương trưởng lão đều nói đến mức này như thế cự tuyệt cho hắn chẳng phải là quá mức bất cận nhân tình chút đúng vào lúc này một cái vóc người thon gầy trung niên nam tử từ cửa ra vào sải bước đi tiến đến ha ha cười đạo ta vẫn tiên tông luôn luôn là lấy người vì bản tất nhiên vương trưởng lão đối đứa bé này như thế nhìn trọng nghĩ đến hắn có lẽ vậy có chỗ hơn người không nên quá mức tuyệt tình mới đúng a à. dương uy nhất lên con ngươi khóe miệng đã phủ lên một phòng độ cung nguyên lai là lý lương sư đệ lý trưởng lão vương đang phong con ngươi mãnh liệt địa co trục lại cùng dương uy so sánh lý lương mới là chân chính ăn tươi nuốt sống a à cũng đúng Lăng Phong có chút không rõ nội tình, còn coi là xuất hiện một tia chuyển cơ đây. Vương trưởng lão, người muốn tiến cử cái này cái tiểu tử vào vào nội môn, cũng không phải không thể. Bất quá tông môn tài nguyên, luôn luôn đều hết sức khẩn trương. Lý Lương cười ha ha, ánh mắt tập trung vào Vương Đan Phong. Tăng khí đan, hai. Hai mươi mai. Vương Đan Phong cắn chặt trăng đạo. Tốt. Lý Lương cười ha ha, chợt vỗ vỗ lăng phong bả vai ta xem tiểu tử này cũng không tệ lắm thêm vào nội môn cũng không sao nha dương uy long mày nhướng lên chợt gật gật đầu cái kia liền gia nhập nội môn a à. thế nào vương trưởng lão hiện tại ngươi nên hài lòng chưa lý lương quay đầu nhìn về phía vương đan phong nhàn nhạt nói ra đa tạ hai vị trưởng lão vương đan phong trong lòng âm thầm kêu khổ hai mươi mai tăng khí đan đây chính là gần như hai năm số định mức a à bất quá có thể vì y thánh hậu nhân làm chút sự tình cũng coi là báo đáp xưa kia ngày cứu mạng ân tình lăng phong đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm cảm kích có lẽ thế nhân phần lớn lạnh lùng nhưng cũng không thiếu giống như vương đang phong dạng này trọng tình trọng nghĩa người tốt ngươi có thể đi về lý lương phất phất tay nhàn nhạc đạo ngoại môn trưởng lão vẫn là không nên lưu thêm tại nội môn là tại hạ cáo lui Vương Đan Phong nhìn chầm chầm Lăng Phong một cái, trầm giọng đạo. Tiểu Phong, thêm vào nội môn về sau, hảo hảo tu luyện, không nên phụ lòng gia gia ngươi khổ tâm. Ân. Lăng Phong trọng trọng gật đầu, mặc dù quá trình có chút lòng đông khó khăn trắc trở, nhưng bây giờ, bản thân nên tính là một tên vấn tiên tông nội môn đệ tử A. Bằng lấy bản thân thiên đạo mắt cùng nhân đạo mắt năng lực, dùng không được bao lâu, những cái kia đã từng nhìn không dậy nổi chính mình người, Hết thảy đều sẽ bị bản thân Dẫm ở dưới chân. Vương Đan Phong rời đi về sau, Dương Uy cùng Lý Lương lại phân phó Lăng Phong ở ngoài điện chờ đợi, chợt cùng một chỗ tiếng nhập bên trong sảnh bên trong. Lý sư đệ, ngươi thật đúng là tuyệt tình a. À? Dương Uy nheo mắt lại, cười hắc hắc đạo. Lý Lương cười lạnh một tiếng, chỉ là hai mươi mai tăng khí đang mà thôi, tính không được cái gì. Lý Lương cười lạnh một tiếng đạo. Bất quá, nội môn bên trong chỉ sợ không có phong môn hội nhận lấy loại này ngu dốt phế vật A, thanh minh trước, tăng khí đang chia 5 năm sổ sách, bất quá tiểu tử này, ta có thế không thu. Cái này, cái kia lý lương trên mặt chuồn qua một tia khó xử, trong mắt lăng lông lốc nhất chuyển, bỗng nhiên cười đạo. Sư huynh chẳng lẽ quên, chúng ta vẫn tiên tông còn có nhất mạch, mặc dù không ở cửu phong hàng ngũ, nhưng mỗi một năm vẫn là muốn đưa một tên tư chất bình thường đệ tử cho cái kia lão quỷ tiểu tử này tư chất đã là bình thường được không thể lại bình thường, chẳng bằng đem hắn đưa đến cái kia nhất mạch đi. Ngươi là nói, đoan một lão quỷ. Dương uy trầm ngâm chốc lát, trong mắt chuồn qua một tia hận ý. Lý Lương cười lạnh lạnh đạo. Đến cái kia nhất mạch, tin tưởng không dùng đến mấy ngày, hắn bản thân liền sẽ rời đi. Được rồi, vậy liền theo quy củ cũ, đem hắn đưa đến đoan một lão quỷ cái kia nhất mạch đi thôi. Dương uy nhẹ hừ một tiếng, chuyện kế tiếp tình, liền giao làm cho ngươi. Không được một hồi, Lý Lương từ đại điện bên trong đi ra, nhàn nhạt đạo: Ngươi kêu Lăng Phong đúng không? Về sau ngươi liền bái nhập Đoan Mộc lão. Đoan Mộc sư bá môn hạ, hảo hảo tu luyện a. À. Đoan Mộc sư bá. Lăng Phong ngẩn người, bản thân thế mà bị phân phối đến những phong chủ này nhóm sư bá bối phận. Mình không phải là tư chất bình thường sao? bất quá trong lòng của hắn mặc dù hồ nghi nhưng vẫn là cuối người hành lễ đạo là ân tông nguyên ngươi đem hắn đưa đến tiểu trúc phong đi thôi lý lương hướng bên cạnh một cái đệ tử phân phó đạo là cửa ra vào một tên ước chớ chừng hai mươi tuổi đệ tử đi đi ra hướng lý lương không người một xá chợt dùng mười phần đồng tình con mắt nhìn lăng phong một cái nhàn nhạt đạo đi theo ta a à. Lăng Phong bị Tông Nguyên loại này ánh mắt xem xét, trong lòng càng là nghi hoặc. Cái này tiểu trúc phong, tuyệt không được là cái gì tốt chỗ. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07 Vấn tiên luyện khí quyết Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio rất nhanh cái kia gọi là tông nguyên thiếu niên liền dẫn lăng phong đi tới một mảnh trúc lâm bên trong rừng trúc bên trong chỉ có mấy tòa phòng trúc làm thành một cái tiểu viện tử mặc dù so sánh lên theo dọc đường những cái kia khoáng đạt hùng vĩ kiến trúc lộ ra mười phần đơn sơ thế nhưng là vậy có khác một phen nhàn hạ thoải mái đây cũng là một tu thân dưỡng tính ở tại liền là nơi này ngươi bản thân đi vào đi cái kia tông nguyên câu nói vừa dứt lập tức liền trốn vậy dường như rời đi nhắm trúng Lăng Phong một trận hồ nghi. Hít sâu một hơi, Lăng Phong chậm rãi đi vào trúc lâu, tại trong sân đánh giá một trận, không nhìn được nhíu mày. Xem như ở lại chỗ, nơi này cũng tính là phong cảnh hợp lòng người, bất quá luôn luôn cùng bản thân trong tưởng tượng võ đạo tông môn không giống nhau lắm. Tối thiểu nhất, ngay cả một diễn luyện quyền cước diễn võ tràng đều không có A. À. Người nào, quấy rầy lão phu an bình. Một cổ giống như như giả thú gào thét, từ trúc lâu bên trong gào thét mà ra, Lăng Phong chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng áp lực cuốn tới, giống như một tòa núi lớn ép ở sau lưng, nhưng hắn liền một ngón tay đều không cách nào động đậy một chút. Vãn Vãn bối Lăng Phong, là Là mới bái nhập vấn tiên tông, bên trong Nội môn đệ tử Lăng Phong gân giọng, hô to lên tiếng Nội môn đệ tử Cổ kia khí thế khủng bố, nhỏ bé nhỏ bé tiêu tán một số, sau một khắc, một bóng người như kiểu quỷ mị hư vô từ trong nhà mặt lóe ra. Người chưa tới, một cổ nồng đậm rượu khí, chính là xông vào mũi. Chỉ thấy một cái thân mặt thanh y, râu tóc bạc trắng lão giả, từ trong nhà đi đi ra, bên hồng hắn cài lấy một cái hồ lô rượu, tóc có chút tán loạn, có phần có mấy phần, trong rượu tiên nhân, vị đạo. Người này, chính là Dương Uy cùng Lý Lương hai người trong miệng cái kia đoan mộc lão quỷ, đoan mộc thanh sam. Bái Lăng Phong hai tay ông quyền, liền muốn hành lễ, lại bị đoan mộc thanh sam duỗi tay nắm lấy, tại hắn toàn thân trên dưới vỗ một vòng, cuối cùng một trưởng đem hắn chấn lui ra ngoài. Lăng Phong một mặt kinh ngạc, kinh ngạc đạo. Tiền bối tại sao? Cốt Linh 18, một chút chân khí tu vi cũng không có sao, lần này, thật đúng là từ đầu đến đuôi phế vật đây. Đoan Mộc Thanh Sam thả ra Lăng Phong, trong mắt cũng đúng cũng không có bao nhiêu thiếu thất vọng, ngược lại giống như là đã sớm tập coi là thường không có thiên sinh phế vật chỉ có không nỗ lực phế vật tiền bối còn không có dạy ta làm sao biết rõ ta chính là phế vật lăng phong siết chặt nắm đấm cắn răng nói ra đoan mộc thanh xăm nheo mắt lại hơi kinh ngạc nhìn lăng phong một cái cuối cùng vẫn là rung lắc lắc đầu xách lên hồ lô rượu hào hấp một cái ngươi đi đi không muốn tại ta nơi này sống phí thời gian ta cái gì đều không biết dạy ngươi vì cái gì không có vì cái gì. Đoan Mộc Thanh Sam lạnh trên một tiếng, coi như ngươi xui xẻo, lão phu vậy là không muốn hại ngươi. Như là không muốn hại ta, liền dạy ta công pháp. Đến thiếu. Đến thiếu đem dẫn khí pháp môn dạy ta. Lăng Phong dương mắt tiếp cận lão giả, gắt gao siết chặt nắm đấm, bản thân đi đến một bước này, gia gia không biết đạo vì bản thân bỏ ra nhiều thiếu tôn nghiêm, vô luận như thế nào, hắn không thể liền như vậy ngừng bước. Không buông bỏ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ cái này cái ánh mắt đoan mộc thanh sam chỉ cảm thấy bên trong trong lòng có chút xúc động lắc lắc đầu cười cười chợt từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch ném ra ngoài bản này vẫn tiên luyện khí quyết là nội môn đệ tử luyện khí công pháp Người ta cuối cùng có chút duyên phận cầm bản này bí tịch người cũng không tính là đi một chuyến vô ích tốt ngoan ngoãn ly khai nơi này đi nơi nào đều tốt tóm lại không muốn tại ta nơi này sống phí thời gian. Đa tạ sư tôn. Lăng phong tiếp qua bí tịch, cắn răng đạo. Ta sẽ không đi ngoại môn, ta mặc dù cũng không biết, vì cái gì ngươi không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, nhưng là sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện thu ta làm đệ tử. Ngây thơ tiểu tử, lấy ngươi thể chất, vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. Lão giả tay áo hất lên, quay người đi vào trúc lâu, Trọng trọng đóng lại cửa phòng. Cuối cùng, lấy được bộ thứ nhất tu luyện bí tịch. Lăng Phong nắm trong tay bí tịch, trong mắt chuồn qua một sợi hưng phấn. Đối với Đoan Mộc Thanh Sam lạnh lùng thái độ, cũng không có quá mức để ý. Không kịp chờ đợi lật ra cái kia bản, vẫn tiên luyện khí quyết, cẩn thận đọc bên trong khẩu quyết và tâm pháp. Thật lâu, Lăng Phong gật gật đầu, trong mắt trải qua đầy lấp lóe, từng tia minh ngộ tuôn ra hiện ở não hải bên trong. Nguyên lai. Like, ngưng khí cảnh võ giả là như thế tu luyện khó trách ta mở ra nhân đạo đệ nhất thần văn không ngừng thu nạp thiên địa linh khí cũng không có tiếp tục đột phá trước đó không có đến vấn tiên tông thời điểm hắn vậy nếm thí qua tự mình tìm tòi tu luyện đáng tiếc không đúng cách hiện tại có cái này vấn tiên luyện khí quyết cuối cùng là biết rõ muốn thế nào tu luyện nhân đạo đệ nhất thần văn mở lăng phong khoanh chân tại trong sân ngồi xuống hít sâu một hơi Mắt trái nhỏ bé hơi nóng, một đạo thần văn phù hiện đi ra. Một thoáng thời gian, bản thân thân thể phản phất biến thành thiên địa linh khí dung luyện, bắt đầu thu nạp chung quanh thiên địa linh khí. Cái này vẫn tiên tông không hổ là võ đạo tông môn, chung linh dục tú, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, so lên tại ngoại giới hiệu quả tốt không biết đạo gấp bao nhiêu lần. Lăng Phong biết rõ bản thân chỉ có 30 tức thời gian, một giây vậy không dám lãng phí. Thu nạp linh khí quy về khí hải. Dựa theo hậu luyện khí quyết, pháp môn vận chuyển thể nội chân khí, 30 tức, rất nhanh quá khứ. Cho ta đột phá. Lăng phong cắn răng một cái, khí hải chất chứa chân khí, đã đạt đến đột phá khẩu. Tiếp theo, khí hải bên trong phản phất có cái gì bích lũy phá toái, mới sinh ra đi ra chân khí, giống như một chui khoát gai cảm gai bảo kiếm, thế như trẻ tre, một cổ càng thêm ngưng tụ, càng thêm tráng kiện khí lưu. Tại tứ chi bách hài bên trong du tẩu lên. Đột phá. Lăng Phong trong lòng vui vẻ, biết rõ bản thân chân khí lại lớn mạnh mấy phần, đây là cảnh giới đột phá biểu tượng. Bản thân tu vi trực tiếp vượt qua ngưng khí cảnh đệ nhị trọng, đạt đến ngưng khí cảnh tam trọng. Cái này cảnh giới cũng là đại bộ phận tân thu vào các nội môn đệ tử cảnh giới, nếu như hắn lại đi đo thử một lần, có lẽ đại ngộ liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Lăng Phong kềm chế nội tâm vui sướng, hôm nay 30 tức thời gian dùng hết rồi, đón lấy đến cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng đi tăng lên. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặc dù không thể tiếp tục tái sử dụng nhân đạo mắc năng lực, nhưng là hắn vậy không muốn lãng phí thời gian, có thể tăng lên một chút liền là một chút. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 lấy kia chi đạo, trả lại cho người. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sau khi ăn cơm xong, Lăng Phong bị đoan một thanh sam an bài tại phía bên phải trúc lâu trong một gian phòng mặt. Phòng trúc đơn sơ, bên trong ngoại trừ một trương giường trúc, một trương trúc bàn cùng mấy cái ghế trúc bên ngoài, cơ hồ không có vật gì. Lăng Phong đem trên người bao quần áo buông xuống đến, đơn giản thu thập một chút, liền xem như tạm thời ở xuống tới hắn lật ra cái kia bản, vấn tiên luyện khí quyết, cẩn thận đọc bên trong khẩu quyết và tâm pháp. Thật lâu, Lăng Phong gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia hưng phấn. Nguyên lai, ngưng khí cảnh võ giả là như thế tu luyện, khó trách ta mở ra nhân đạo đệ nhất thần văn, thu nạp thiên địa linh khí, cũng không có tiếp tục đột phá. Trước đó không có đến vấn tiên tông thời điểm, hắn vậy nếm thí qua tự mình tìm tòi tu luyện, đáng tiếc không đúng cách hiện tại có cái này vẫn tiên luyện khí quyết cuối cùng là biết rõ muốn thế nào tu luyện nhân đạo đệ nhất thần văn mở lăng phong hít sâu một hơi mắt trái nhỏ bé hơi nóng một đạo thần văn phụ hiện đi ra một thoáng thời gian bản thân thân thể phản phất biến thành thiên địa linh khí dung luyện bắt đầu thu nạp chung quanh thiên địa linh khí cái này vẫn tiên tông không hổ là võ đạo tông môn chung linh dục tú thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm so lên tại ngoại giới hiệu quả tốt không biết đạo gấp bao nhiêu lần. Lăng Phong biết rõ bản thân chỉ có 30 tức thời gian, một giây vậy không dám lãng phí. Thu nạp linh khí, quy về khí hải. Dựa theo hậu luyện khí quyết, pháp môn vận chuyển thể nội chân khí, 30 tức, rất nhanh quá khứ. Cho ta đột phá. Lăng Phong cắn răng một cái, khí hải chất chứa chân khí, đã đạt đến đột phá khẩu. Tiếp theo, khí hải bên trong phản phất có cái gì bích lũy phá toái, mới sinh ra đi ra chân khí, giống như một chui khoát gai trảm gai bảo kiếm, thế như trẻ tre, một cổ càng thêm ngưng tụ, càng thêm tráng kiện khí lưu, tại tứ chi bách hài bên trong du tẩu lên. Đột phá Lăng phong trong lòng vui vẻ, biết rõ bản thân chân khí lại lớn mạnh mấy phần, đây là cảnh giới đột phá biểu tượng. Bản thân tu vi, trực tiếp vượt qua ngưng khí cảnh đệ nhị trọng, đạt đến ngưng khí cảnh tam trọng cái này cảnh giới, cũng là đại bộ phận tân thu vào các nội môn đệ tử cảnh giới, nếu như hắn lại đi đo thử một lần, có lẽ đại ngộ liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Lăng Phong kềm chế nội tâm vui sướng, hôm nay 30 tức thời gian dùng hết rồi, đón lấy đến cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng đi tăng lên. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặc dù không thể tiếp tục tái sử dụng nhân đạo mắc năng lực, nhưng là hắn vậy không muốn lãng phí thời gian, có thể tăng lên một chút liền là một chút một đêm thời gian, rất nhanh quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, tại thông hướng tiểu trúc phong núi đường đi, liền xuất hiện bốn năm tên thân mặc vấn tiên tông quần áo đệ tử sức thiếu niên. Những người này giữa lông mày đều mang mỉm cười, mục đích địa thẳng đến đoan mộc thanh sam trúc lâu. Trong đó một cái niên kỹ tương đối tiểu đệ tử không nhìn được mở miệng hỏi đạo. Mấy vị sư huynh, sư tôn để cho chúng ta đến giáo huấn đoan mộc tổ sư bá đệ tử, vạn nhất tổ sư bá trách tội xuống tới, chúng ta chẳng phải là muốn tao ương. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, cái kia lão quái vật mới không sẽ thay đệ tử ra mặt đây. Đừng nói giáo huấn một lần, liền là đánh chết vậy không cái gì quá không được. Trung gian một cái cực kỳ là lớn tuổi hơn nhâm nhất phi cười hắc hắc đạo. Không sai. Chuyện này năm ngoái sư huynh ta liền làm qua một lần, hắc hắc, miễn phí ra khí bao a. Phía bên phải một cái xấu xí thiếu niên cười đạo hy vọng năm nay tiểu tử kia xương cốt cứng một chút, chúng ta có thể nhiều giáo huấn mấy ngày, đó mới có ý tứ. Dạng này sao? Cái kia tân thu nhập môn thiếu niên nghe xong, lập tức vậy đến tinh thần, người sư huynh kia nhóm nhất định muốn để cho ta cũng nhiều đánh mấy quyền, hắc hắc. Dễ nói, liền là đạp mấy cước cũng không thành vấn đề, đừng nương tay, xảy ra chuyện, có sư tôn chịu trách nhiệm đây. Nhầm nhất phi nói đến mặt mày hớn hở, bọn hắn mấy người sư tôn, dĩ nhiên chính là dương uy rất nhanh cái này năm tên phi tinh phong đệ tử liền đi tới trúc lâu bên ngoài nhâm nhất phi ho nhẹ một tiếng hướng về trong trúc lâu tượng trưng cuối người hành lễ đệ tử nhâm nhất phi bái kiến đoan một tổ sư bá giờ phút này lăng phong chính đang phòng trúc bên trong xử lý hôm qua thu thập đến dược tài nghe được cái này thanh âm lông mày tức khắc nhíu một cái quả nhiên phiền toái tới rồi Sư tôn nói qua để cho ta chống đỡ qua mấy ngày nay lại bái hắn làm thầy, nhìn đến, trốn là không tránh được. Hắn nhéo nhéo nắm đấm, đem dược tài thả ở trên mặt bàn, đẩy mở cửa phòng, đi ra ngoài. Mới vừa đi tới viện tử, liền thấy năm cái thiếu niên cười lạnh đứng tại bên ngoài, thần sắc ngạo mạn ngạo, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Sư tôn ta không ở, mấy vị mời trở về đi. Lăng phong cất giọng hướng bên ngoài những thiếu niên kia kêu đạo ngươi chính là Lăng Phong. Nhầm nhất phi ánh mắt nhíu lại, khóe miệng đã phủ lên một tia độ cung. Là ta. Lăng Phong thanh âm lạnh mấy phần, hắn đã trải qua biết rõ những cái này gia họa ý đồ đến, tự nhiên không có khả năng khuôn mặt tươi cười chào đón. Xin lỗi, mặc dù chúng ta không oán không cừu, bất quá, ai bảo ngươi là cái phế vật. Nhầm nhất phi nhẹ hừ một tiếng, phế vật, liền là nên đánh, liền là đáng chết. Nói xong, liền thấy cái kia nhầm nhất phi vung tay lên, ai muốn tới trước. Ta tới ta tới. Trẻ tuổi nhất người đệ tử kia lập tức hưng phấn địa đi tiến lên, nhầm sư huynh, để cho ta tới giáo huấn hắn. Tốt, liền cho ngươi một cái biểu hiện xuất hiện cơ hội tốt. Nhầm nhất phi gật gật đầu, cái này cái tuổi trẻ sư đệ tên là Cổ Bình, hôm qua đệ nhất thiên bái nhập sư môn, liền cho mỗi một người sư huynh đều phát không ít chỗ tốt. Nếu không, hôm nay còn chưa tới phiên hắn đến nơi này, tiêu khiển đây. Cổ bình liếm liếm bờ môi, giống như là một con giả lan đồng dạng, đi tới lăng phong đối diện, hát phong trảo. Cái này là bọn hắn cổ gia võ học gia truyền, vẫn tiên tông bên trong, một mực không thiếu có mang nghệ bái sư đệ tử. Lăng phong sắc mặt hơi đổi, hắn tu vi mặc dù nhưng đã đột phá ngưng khí tam trọng, thế nhưng là cũng không biết bất kỳ vũ kỹ nào. Hắn nhướng mày, mắt phải nhỏ bé hơi ngưng, nhìn xem cái kia cổ bình xuất thủ chiêu thức, tiếp lấy vậy quát lên một tiếng lớn, hát phong trảo. Bành. Sông trảo đánh vào cùng một chỗ, lăng phong thân thể hơi chao đảo một cái, mà cái kia cổ bình lại, bạch bạch bạch, liên tục rời khỏi mấy bước. Làm sao có thể? Cái này hát phong trảo thế nhưng là ta cổ gia tuyệt học gia truyền, ngươi. Ngươi làm sao cũng biết. Cổ bình con ngươi mãnh liệt địa co trục lại, không thể tưởng tượng nổi tiếp cận lăng phong có cái gì không có khả năng lăng phong lạnh trên một tiếng ta liền là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột a à. thối tiểu tử ngươi tự tìm cái chết cổ bình trên mặt lửa giận tuôn ra bất quá vừa rồi ăn một chút thiệt ngầm hắn vậy không còn dám tùy tiện xuất thủ hư hư có chút môn đạo nhầm nhất phi ánh mắt nhíu lại mấy năm trước bái nhập đến đoan mộc thanh sam môn hạ đệ tử trên cơ bản đều bị một chiêu giẫm lật trên mặt đất Thế nhưng là cái này Lăng Phong lại có thể đánh lui cổ bình cái này mang nghệ bái sư đệ tử. Nhìn đến, vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ. Nhâm Nhất phi cười lạnh, chỉ là một cái ngưng khí nhất trọng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Nhâm Nhất phi thân dường như như chấp giật đạp trên một cái huyền diệu bộ pháp, lách mình xông về Lăng Phong. Là truy vân bộ, ha ha nghĩ không ra nhâm sư huynh thế mà sử xuất thân pháp. Nhìn đến nhâm sư huynh nghiêm túc. Lăng phong ánh mắt ngưng tụ, lần thứ hai thôi động lên thiên đạo mắt đệ nhất thần văn. Thiên đạo thần văn cùng nhân đạo thần văn khác biệt, không có thời gian hạn chế, có thể tùy ý mở ra. Truy vân bộ. Ta cũng sẽ. Lăng phong nhẹ hừ một tiếng, sau một khắc, liền dựa theo nhâm nhất phi bộ pháp bắt đầu di động. Thân pháp chi mau lẹ, nhạy cảm, tí ti không kém nhâm nhất phi nhâm nhất phi mí mắt mãnh liệt địa nhảy một cái đang muốn ra quyền công kích lăng phong bỗng nhiên cảm giác được dưới nách tê rần nguyên lai là lăng phong triển khai thân pháp vòng qua bản thân chính diện sau đó như thiểm điện xuất thủ tại bản thân dưới nách đâm vào một cây kim châm ngươi nhâm nhất phi mãnh liệt vừa quay người còn muốn lại xuất thủ liền phát hiện bản thân nửa người đều lâm vào tê liệt bên trong kế mà động đánh không được bành một tiếng ngã trên mặt đất. Đấy! 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 Nhâm Nhất Phi muốn mở miệng mắng to Lăng Phong, lại phát hiện không được vẹn vẹn thân thể tê, ngay cả đầu lưỡi đều tê. Nhâm Sư Huynh Chung quanh mấy tên đệ tử mí mắt cuồng loạn, ngừng khí cảnh tứ trọng Nhâm Nhất Phi, cứ như vậy dễ dàng bị giải quyết hết. Sau một khắc, liền thấy Lăng Phong một cước trọng trọng đạp xuống, trực tiếp dẫm ở cái kia Nhâm Nhất Phi trên đầu, đem đầu hắn dẫm vào bùn đất bên trong vừa rồi là ai nói, phế vật liền nên bị đánh. Lăng Phong ánh mắt, liếc nhìn toàn trường, mỗi chữ mỗi câu đạo. người nói, đúng. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09 Hóa khí băng hỏa Tửu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trên thực tế, liền lăng phong chính mình cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng bản thân chỉ là lần thứ nhất thi triển thiên đạo mắt phục chế đối phương võ kỹ, tại sao lại có thể thi triển so đối phương đều càng hơn một bậc. Hắn cũng không biết, trước đó bởi vì nổi giận mà liên tục mở ra hai lần thiên tử chi nhãn, đều để hắn thân thể chiếm được cực lớn địa cường hóa, cho nên so lên những cái kia tân tân khổ khổ từ đoán thể cảnh giới tu luyện đi lên võ giả còn muốn càng thêm cường hãn. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, hắn tiêu chuẩn cũng cao hơn đối nhâm nhất phi những người này, cho nên đồng dạng là thi triển hát phong trảo cùng truy vân bộ, hắn chỗ phát huy đi ra trình độ, đều cao hơn đối phương. Theo lấy cái kia nhâm nhất phi ngã xuống, còn lại mấy cái bên kia lâu là, nơi nào còn có sức tái chiến. Lại là nháy mắt thời gian, lăng phong trong tay kim châm nhanh đâm, liền đem hắn hắn mấy người ma huyệt phong bế. Mặc dù thuật châm cứu không giống với võ kỹ, nhưng là đang thực chiến thời điểm phong bế đối phương khiếu huyệt, ngược lại vậy thật tác dụng lăng phong nhìn xem trên mặt đất mấy con chó chết trong lòng đã trải qua xác định rất hiển nhiên là nhân vì chính mình cái này tiện nghi sư tôn cùng vấn tiên tông cao tầng tồn tại một số ân oán cho nên mới nhường hắn dính dấp tiến đến đoan mộc thanh sam sở dĩ không có thay bản thân ra mặt có lẽ vậy là không nghĩ dắt liền bản thân a à. bất quá nghĩ nhường bản thân ngoan ngoãn chạy đi ngoại môn chỗ nào có dễ dàng như vậy nội môn cùng ngoại môn đãi ngộ chênh lệch lại không nói cái này nội môn thiên địa linh khí so lên ngoại môn nồng nặc gấp ba lần trở lên tu luyện tốc độ tự nhiên thiên soa địa biệt hơn nữa chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào tàn kinh các chọn lựa công pháp võ kỹ, đi ngoại môn về sau có chỉ là mỗi ngày phòng trọng tạp dịch kể từ đó hắn làm sao có thể cấp tốc tăng thực lực lên đi đồng đồ yến gia đoạt lại bộ thứ hai thái huyền châm cứu kinh nhớ kỹ về sau đừng chọc ta. Lăng Phong nhẹ hừ một tiếng, đem Phong Tại nhầm nhất phi những cái kia trên thân người kim châm thu trở về, quay người hướng Trúc Lâu đi đến. Ma huyệt giải khai, nhầm nhất phi đám người rốt cục có thể hoạt động, thất kinh hướng về sau bò lên mấy bước, lúc này mới dãy dụ lấy đứng lên, trận mắt tiếp cận Lăng Phong, hung dữ đạo. Ngươi liền chờ xem, đừng tưởng rằng đánh bại ta liền có thể gối cao không lo, ngày mai còn sẽ có lợi hại hơn sư huynh, ngươi hạ tràng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Lăng Phong nhướng mày, nắm đấm vừa dùng lực, bộc phát ra trang đậu đồng dạng tiếng vang, mãnh liệt địa quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn cái kia nhâm nhất phi một cái. Nhầm nhất phi trở lại rung lên, nơi nào còn dám lại dừng lại, lập tức bay vượt qua địa trốn. Một nhóm bọn chuột nhắc. Lăng Phong lạnh trên một tiếng, quay người đi vào trúc lâu. Hắn cũng không biết, từ đầu đến cuối, đoan Mộc thanh sam liền đứng ở trúc lâu bên trên, mắt thấy tất cả những thứ này. Đoan Mộc Thanh Sam tựa ở trên bệ cửa sổ, trong tay dẫn theo hồ lô rượu, rầm rầm uống mấy ngụm, khóe miệng treo lên một tia như có như không ý cười, nguyên lai like thật sự là tinh thông y thuật. Lúc này, thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên xuống lầu. Lăng Phong Phương vừa tiến vào trúc lâu, liền thấy Đoan Mộc Thanh Sam đứng chắp tay, đứng ở trong sảnh, ánh mắt đang đang đánh giá bản thân, có vẻ hơi hiếu kỳ. Sư Tôn Lăng Phong tiến lên thi lễ. Đoan Mộc Thanh Sam hướng Lăng Phong ngoắt ngón tay, nhàn nhạt đạo. Người tới. Nghe vậy, Lăng Phong tiến lên mấy bước, đi tới Đoan Mộc Thanh Sam trước mặt. Ngừng khí tam trọng. Đoan Mộc Thanh Sam hơi có chút kinh ngạc, trong vòng một đêm, ngươi liền tấn thăng ngưng khí tam trọng. Ngạch. Lăng Phong sờ lên mũi, đệ tử đêm qua ăn chút tăng lên chân khí tu vi linh dược, cho nên không cần giải thích cái gì. Đoan Mộc Thanh Sam không có truy tìm căn nguyên ý tứ, ánh mắt quét về phía bên cạnh một cái ghế trúc, nhàn nhạt đạo: "Ngồi đi." Lăng Phong nghe vậy ngồi xuống, liền nghe Đoan Mộc Thanh Sam nhẹ thở ra một hơi, đưa lưng về phía bản thân, chậm rãi nói ra: "Trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn a." À? "Vâng." Lăng Phong gật gật đầu, "Theo ta được biết, ngài hẳn là Dương Uy Dương Phong chủ bọn hắn sư bá a." vì sao sẽ ở chỗ này, hơn nữa bọn hắn thậm chí phái ra môn hạ đệ tử, muốn làm nhục ta. Có một số việc, biết rõ, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Đoan Mộc Thanh Sam xoay người lại, 10 năm qua, bọn hắn hàng năm cho ta đưa một cái tư chất thấp đệ tử, sau đó hung hăng nhục nhã một phen, chỉ bất quá là muốn nhờ vào đó đến nhục nhã ta thôi. Cái này lại là vì sao? Ngươi thật muốn biết. Đoan Mộc Thanh Sam tiếp cận lăng phong con ngươi, mỗi chữ mỗi câu đạo ân lăng phong trọng trọng gật đầu đáng tiếc ta còn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi đoan mộc thanh sam giải khai hồ lô rượu uống một hớp nhạt cười nhạc đạo lăng phong cái ót tối đen lão đầu nhi này bỗng nhiên cho mình đến chiêu này thật đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá hắn lo lắng cũng là chính xác bản thân dựa vào cái gì nhường hắn tín nhiệm tùy tiện tin tưởng người khác hậu quả có lẽ liền sẽ cùng bản thân một dạng, bị giống tô lâm như thế tiện nữ nhân lừa gạt. Ta minh bạch. Lăng Phong gật gật đầu, ta bị người lừa gạt qua, cho nên ta vậy sẽ không dễ dàng cùng nhau tín nhiệm người nào. Người niên kỷ không lớn, giống như là một cái có cố sự người nha. Đoan Mộc Thanh Sam hôm nay mà nói hiển nhiên nhiều, mang theo hồ lô rượu tại Lăng Phong bên cạnh ngồi xuống, nếu như ta xác định ngươi không phải lâm thương lãng bọn hắn phái tới gian tế, ta liền thu ngươi làm đồ. Lâm Thương Lãng. Là ai? Lăng Phong có chút không nghĩ ra. Đoan Mộc Thanh Sam nhìn chầm chầm Lăng Phong một cái, cười nhạt một tiếng, vẫn tiên tông trưởng môn. Trưởng môn. Lăng Phong con ngươi có rụt lại, trên mặt cổ lên một nụ cười khổ. Nghĩ không ra Đoan Mộc Thanh Sam đắc tội không chỉ có là những phong chủ kia, liền trưởng môn đều nghĩ đối phó hắn, kể từ đó, bản thân tình cảnh. Không may. Thật không may. Nhìn ngươi biểu lộ, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi không phải lâm thương lãng phái tới." Đoan Mộc Thanh Sam lại uống một hớp rượu, nhạt cười nhạt đạo: "Ngài rượu này là dược tửu a." Lăng Phong quay đầu nhìn một chút Đoan Mộc Thanh Sam, đột nhiên hỏi đạo: "A." À. Đoan Mộc Thanh Sam buông xuống hồ lô rượu, nói tiếp: "Trên người ngươi có tổn thương, còn mắt độc." Đoan Mộc Thanh Sam gật gật đầu, "Ngươi tuổi còn nhỏ." y thuật ngược lại không kém. Hiểu sơ chút da lông. Lăng phong đón đoan mộc thanh sam ánh mắt, chậm rãi đạo. Sư tôn, ngươi rượu, phối trí không đúng. Ân. Đoan mộc thanh sam sắc mặt rốt cục hơi đổi, tiểu tử, ta đoan mộc thanh sam mặc dù không dám nói y thuật độc bộ thiên hạ, nhưng vài thập niên trước, vẫn là kiếm ra một cái đoan mộc thần y tên, trong thiên hạ có thế ở trên y thuật vượt qua ta đạo y, một cái tay đều có thể số tới ngươi, lại dám nói ta hóa khí băng hỏa tửu, phối không đúng. Không đúng, liền là không đúng. Lăng Phong cắn răng, tại cái khác phương diện, Lăng Phong có lẽ sẽ không cùng đoan Mộc Thanh Sam tranh chấp, nhưng ở trên y thuật, hắn nhưng lại có đặc biệt khác cố chấp. Cái này vậy là vì sao hắn tuổi còn nhỏ, liền có thể ở trên y thuật có như thế tạo nghệ nguyên nhân. Đoan Mộc Thanh Sam coi chừng Lăng Phong hai mắt, thật lâu, rốt cục cười lên ha hả, ngươi nói rất đúng, ta rượu, phối không đúng. Đoan Mộc Thanh Sam chậm rãi đứng lên, nếu là phối trí được đối, trong cơ thể ta kiếm khí, làm sao sẽ vài chục năm còn không có bị khu trừ ra ngoài, uổng ta Đoan Mộc Thanh Sam tự cho là y thuật cao siêu, bây giờ lại bị một cái tiểu bối dạy dỗ. Kỳ thật sư tôn phối trí đã trải qua không vấn đề gì quá lớn, chỉ là kém một vị dược tài. Lăng Phong nhìn xem Đoan Mộc Thanh Sam bóng lưng, chậm rãi đạo. Cái này một vị dược tài, trong sân trong ruộng thuốc, vừa vặn thì có. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Y thuật siêu phàm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trọn vẹn qua nửa ngày, Lăng Phong lúc này mới ngẩng đầu, hướng đoan một thanh sam đạo. Sư Tôn, ta đã đại khái nhìn ra cái này hóa khí băng hỏa tử phối phương, như thế nào hoàn thiện? Ngươi nói cái gì? Đoan Mộc Thanh Sam mãnh liệt địa quay đầu, hắn thử 10 năm, muốn cải tiến bản thân phối trí đi ra, hóa khí băng hỏa tửu, thế nhưng là vẫn luôn không thành công. Mà bây giờ Lăng Phong chỉ nhìn nửa cái canh giờ không đến. Mình bị phong tại tiểu trúc phong mười mấy năm qua, ngoài giới y thuật, vẫn là đã trải qua phát triển đến trình độ gì. Như thế cái lông đầu tiểu tử, thế mà thì có dạng này tinh thâm y đạo tạo nghệ nếu như đem một vị thử nhi quả gia nhập vào, liền có thể trung hòa ngài cái này, hóa khí băng hỏa tửu bên trong băng hồn hoa cùng liệt dương quả dược tính. Từ đó một chút xua tan đi giấu ở ngài tại đan điện bên trong ám thương. Lăng Phong chậm rãi nói ra. Đoan Mộc Thanh Sam sắc mặt, càng ngày càng kinh ngạc. Chỉ là ngửi ngửi rượu hương, lại thưởng thức một tia, liền biết rõ hóa khí băng hỏa tửu trọng yếu nhất hai vị dược tài là băng hồn hoa cùng liệt dương quả, cái này cái tiểu tử, đến tột cùng là gì phương thần thánh. Hắn y thuật, đã trải qua siêu việt phổ thông thầy thuốc, là cùng bản thân một dạng đạo y, mà lại còn không phải phổ thông đạo y. Phổ thông thầy thuốc, chỉ có thể trị liệu phàm phu tục tử, căng hết cỡ trị liệu một số đoán thể cảnh, ngừng khí cảnh võ giả. Thế nhưng là đạo y, coi như ngươi là những cái kia chấp trưởng đế quốc hoàn quyền quân chủ, hoặc là tông môn chi chủ, thế gia đại năng, bị trọng thương, đạo y vậy có thể trị. Chỉ là, cái này mười mấy tuổi lông đầu tiểu tử, làm sao sẽ có cao minh như thế y thuật? Lại là thử nhi quả sao? Đoan mộc thanh Sam lắc lắc đầu cười khổ, ta một mực đem loại này cấp thấp dược tài, xem là là có dạy đây. Chỉ cần đem thử nhi quả gia nhập vào ngại hóa khí băng hỏa tử bên trong, su tan thể nội ám thương, đại khái cần ba năm thời gian. Bất quá! Lăng phong biểu lộ hết sức nghiêm túc, đây là hắn quen thuộc. Một khi cho người ta chẩn bệnh thời điểm, liền sẽ vô cùng chuyên chú. Bất quá cái gì? Ngài thương thế một mực ép tại đan điền bên trong, cho nên cái kia hỗn loạn khí tức bạo đi thời điểm, liền sẽ đã thương tạng phủ. Lăng Phong nhíu mày, ta có thể cho ngài bắt mạch sao? Ngươi nhìn a. À? Thân là một tên đạo y, Đoan Mộc Thanh Sam rõ ràng, vọng, văn, vấn, thiết, mặc dù nhìn cũng có thể chẩn trị bệnh tình, nhưng là muốn hoàn toàn hiểu bệnh người tình huống tốt nhất phương pháp vẫn là bắt mạch. Lăng Phong đưa tay khoát lên đoan mộc thanh sa mạch môn phía trên, trầm ổn hữu lực mạch đập, nhưng hắn hơi kinh ngạc. Cả người thụ ám thương hơn 10 năm lão giả, lại còn có thế có như thế hữu lực mạch đập, chứng minh đoan mộc thanh sam tu vi, xác thực mạnh ngoại hạng. Thật lâu, Lăng Phong nhíu mày, chậm rãi đạo. Thật là khủng khiếp lực phá hoại. Lăng Phong khó có thể tưởng tượng, một người trong đang điền chôn lấy dạng này bị thương, lại còn có thể chịu đựng được vài chục năm. Liền xem như cải tiến hóa khí băng hỏa tửu chỉ sợ cũng khó có thể chữa trị đoan mộc thanh sam đang điền, nhiều lắm là chính là cho đoan mộc thanh sam kéo dài tính mạng thôi. Hư hư, đời trước vấn tiên tông trưởng môn tự mình xuất thủ, tự nhiên cường đại. Đoan mộc thanh sam nhẹ hư một tiếng, giọng căm hận nói ra. Đời trước trưởng môn. Không sai, bất quá hắn cũng không chiếm được tiện nghi, ta chỉ là bị thương, Hắn nhưng đã chết. Lăng Phong trên trán bò lên mấy đạo hát tuyến. Cái này Đoan Mộc Thanh Sam, làm thịt đời trước vấn Tiên Tông trưởng môn. Khó trách vấn Tiên Tông những phong chủ kia đều đối Đoan Mộc Thanh Sam mười phần cừu thị. Bản thân thật đúng là lạy tốt sư phó a. À? Làm sao, nghe được ta giết vấn Tiên Tông trước trưởng môn, ngươi sợ? Đoan Mộc Thanh Sam bắt đầu cười hắc hắc. Có cái gì đáng sợ? Lăng Phong mày kiếm dương lên, chẳng lẽ ta bây giờ nói ta sợ, dương uy những người kia, thì sẽ thả qua ta sao? Có can đảm. Đoan Mộc Thanh Sam mười phần tán thưởng nhìn Lăng Phong một cái, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sẽ bị dọa đến lập tức liền chạy trốn tới ngoại môn, cùng bản thân triệt để phân rõ giới hạn A. Nói tiếp bệnh tình A. Lăng Phong nhìn xem Đoan Mộc Thanh Sam con ngươi, ngươi thương, ta có thể trị. A. Đoan Mộc Thanh Sam hơi kinh ngạc, dạng này thương thế, liền hắn đều cơ hồ thúc thủ vô sách, cái này cái tiểu tử, lại dám chém đinh chặt sắt nói mình có thể chữa cho tốt. Theo ta được biết, trong thiên hạ, chỉ có một môn châm pháp, có thể hóa giải trong cơ thể ta ám thương. Đoan Mộc Thanh Sam chậm rãi đạo. Đó là 20 năm trước liền đã mai danh ẩn tích y thánh Lăng hàn Dương một tay sáng tạo, thái huyền thuật châm cứu, đáng tiếc, Lăng hàn Dương sớm đã cưỡi hạt tiên du. Nói xong, Đoan Mộc Thanh Sam thở dài một tiếng khí, xách lên hồ lô rượu, ngửa đầu lại uống một hớp. Lăng Hàng Dương, là gia gia của ta. Lăng Phong từ trong ngực lấy ra một bao kim châm, nhàn nhạt nói ra. Bành. Hồ lô rượu rơi trên mặt đất thanh âm. Đoan Mộc Thanh Sam ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng Phong, ngươi. Ngươi nói cái gì? Lăng Hàng Dương, là gia gia của ta. Lăng Phong chậm rãi lại lặp lại một lần. Y Thánh Lăng Hàn Dương là người gia gia. Đoan Mộc Thanh Sam một mặt khiếp sợ, nơi nào còn có nửa điểm cao nhân tiện bối phong độ, thậm chí ngay cả hai tay đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Khó trách, khó trách. Ha ha a, à, Y Thánh Tôn Tử, ngươi đúng là Y Thánh Tôn Tử. Ta có thể dùng Thái Huyền Thuật chăm cứu, phong bế trong cơ thể ngươi cái kia đạo ám thương, thế nhưng là lấy ta trình độ còn không cách nào trực tiếp dùng châm pháp hóa giải mất ngươi ám thương. Lăng Phong nghiêm mặt nói. Ngài cái này đạo ám thương bị áp chế tại thể nội quá lâu, muốn triệt để thanh trừ, ngoại trừ dùng châm cứu bên ngoài, còn cần một số cái khác dược tài làm phụ trợ, mới có thể triệt để đem cái kia ám thương hóa giải. Đoan Mộc Thanh Sam dần dần lạnh yên tĩnh trở lại, trầm giọng đạo. Ngươi cần muốn cái gì dược tài? Phần lớn đều là ngươi phối trí hóa khí băng hỏa tử dược tài, còn có một số, theo thứ tự là vụ linh hoa, tử tô thảo, phi châm thảo. Đương nhiên, còn có một vị trọng yếu nhất, chính là thạch tủy hoa lộ châu. Lăng Phong nói một hơi một nhóm lớn, đem cái kia đoan một thanh sam nghe được sửng sốt một chút. Những cái này dược tài, hắn liền không chút suy nghĩ quá khứ dùng. Hắn mặt mo nhỏ bé nhỏ bé nóng lên, thu thiệt bản thân tự xưng là cái gì thần y, thế nhưng là cùng Lăng Phong so ra, liền giống như một cái bi bô tập nói tiểu hài tại đứng ở đại nhân trước mặt dường như thật lâu đoan mộc thanh sam rốt cục trấn định xuống tới trầm giọng đạo những cái này dược tài ta nơi này đều có về sau ngươi liền ở ta nơi này tiểu trúc phong chờ lấy a à, không có ta mệnh lệnh không muốn ra ngoài từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta đoan mộc thanh sam đệ tử ai dám động đến ngươi ta giết chết hắn ngạch lăng phong sửng sốt một chút Tiếp theo mừng rỡ hướng đoan mộc thanh sam cuối người hành lễ, tạ ơn sư tôn. Phi tinh phong, đỉnh núi một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Người nói cái gì? Ngồi ngay ngắn ở phong chủ bảo tòa phía trên một tên râu dài nam tử đại thủ vỗ một cái, trọng chụp lại tại bảo tòa viện trên tay, trực tiếp răng rắc một thanh, đem kim thạch chế tạo lan can đều đánh thành hai đoạn. Cái này râu dài nam tử, dĩ nhiên chính là phi tinh phong phong chủ, dương uy ở trước mặt hắn thì là năm tên vết thương chồng chất thiếu niên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất chính là nhâm nhất phi đám người không có khả năng tuyệt không có khả năng hôm qua rõ ràng chỉ là ngưng khí nhất trọng mấy ngày liền đạt đến ngưng khí tam trọng hơn nữa liền ngưng khí tứ trọng võ giả đều có thể đánh bại dương uy mặt trầm như nước trong mắt lóe ra nổ khí sư sư tôn ta chính là ăn gan hùng mật báo vậy không dám lừa gạt ngài a à. Nhầm nhất phi chỉ chỉ bản thân trên mặt vết thương, ngài xem, đây đều là cái kia lăng phong đánh đến. Hắn, thực lực của hắn cũng đúng không được tốt lắm, thế nhưng là phi thường quỷ dị a. À. Đúng vậy a, à, tiểu tử kia thật quỷ dị. Hắn biết chúng ta cổ gia tuyệt học, lại sẽ nhâm sư huynh truy vân bộ, còn, còn có một tay hết sức cổ quái chăm phát, bị hắn đâm trúng huyệt vị, lập tức liền toàn thân tê liệt, động, động đậy không được a. À cổ bình vội vàng phụ họa đạo. Hừ, bất quá đều là chút đại lộ mặt hàng võ kỹ thôi, ngừng khí tam trọng đúng không? Dương uy ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng đạo. Nho nhỏ, nhỏ ngưng khí tam trọng, lại có thể lật đạt được cái gì bọt nước đến, đem ngươi thạch thái long sư huynh gọi tới, ngày mai nhường hắn đi một chuyến. Là, là, nhâm nhất phi liên tục không ngừng gật đầu, lão đảo chạy ra khỏi đại điện. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.